Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 183. Chỉ chốc lát, dưới sự chứng kiến của vận mệnh chi tử và mắt thần, người nghịch hành kia im hơi lặng tiếng thối lùi hơn vạn trượng, mà khi gã vừa dừng lại, thời không mấy vạn trượng phía sau gã lập tức hóa thành than tro. Không chỉ thế, cánh tay phải mà người nghịch hành đưa ra đỡ cũng đã nứt toác đến tận bả vai. Thấy cảnh này, mắt thần và vận mệnh chi tử đều hơi bối rối. Chiêu kiếm đó mạnh như vậy sao? Lúc này, Diệp Huyên thu kiếm thanh huyên lại, sau đó hắn nhìn người nghịch hành rồi cười nói, chỉ thế thôi à? Chỉ thế thôi. Nghe vậy, vẻ mặt của mắt thần và vận mệnh chi tử đều cứng lại. Người nghịch hành đứng đối diện Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó gã nói, ta bất cẩn rồi. Nói xong, ánh mắt của gã rơi vào kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, đã quá xem thường thanh kiếm trong tay ngươi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, xoay người đi đến chỗ mắt thần. Lúc này, người nghịch hành đột nhiên nói, kết thúc rồi à? Diệp Huyên dừng bước lại, hắn xoay người nhìn về phía người nghịch hành, vừa nãy ta chỉ dùng 3 phần sức mạnh của mình mà thôi. Nếu ta xuất toàn lực, ngươi sẽ chết, hiểu chưa? Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, hình như ngươi không tin. Người nghịch hành gật đầu, bây giờ ngươi dùng toàn lực đi. Diệp Huyên chỉ lắc đầu, bây giờ thì thôi. Người nghịch hành khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười hỏi, ngươi thấy chiêu kiếm vừa rồi của ta thế nào? Người nghịch hành suy nghĩ một chút rồi đáp, rất mạnh. Tuy vừa nãy gã cũng không dùng toàn lực, nhưng không thể phủ nhận rằng chiêu kiếm của Diệp Huyên thật sự rất mạnh. Phải biết nếu ban nãy gã giữ sức thêm một chút thì chiêu kiếm đó đã có thể lấy mạng gã. Nhất là khi khí thế và kiếm thế của Diệp Huyên đã khóa cứng gã lại, đây cũng là điều khiến gã không ngờ nhất. Phải biết, cho dù là vận mệnh chi tử mượn lấy sức mạnh của chư thiên vạn giới cũng không thể áp chế được gã. Phía xa xa, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, với thực lực của ngươi và ta hiện tại thì không thể phân thắng thua trong chốc lát được đâu, không thì thế này. Chúng ta hẹn ngày đánh một trận, lúc ấy chúng ta sẽ quyết phân thắng thua, ngươi thấy sao? Nghe vậy, người nghịch hành khẽ nhíu mày, hẹn ngày. Diệp Huyên gật gật đầu, chỉ bằng là 3 tháng sau đi. 3 tháng sau, ta đánh với ngươi một trận. Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chưa? Ta nói cho ngươi biết, 3 tháng sau có lẽ ta sẽ đạt đến một cấp bậc khác đấy. Diệp Huyên cười nói, không sao. Nếu ngươi cảm thấy không đủ thì ta cũng có thể cho ngươi nhiều thêm mấy tháng nữa. Người nghịch hành nhíu mày lại, ngươi tự tin đến vậy à? Diệp Huyên cười ha ha, không phải ta tự tin, mà là ta hy vọng đối thủ của mình đủ mạnh, chỉ có kẻ vô năng mới mong đối thủ của mình yếu, vì thế ta hy vọng người đánh với mình mạnh thật mạnh càng tốt, dù sao ta cũng vô địch, các ngươi cứ thoải mái. Mọi người, nghe Diệp Huyên nói thế. Mắt thần và vận mệnh chi tử đều trưng ra vẻ mặt kỳ quái. Vô địch. Chẳng lẽ tên này vô địch thật sao? Tuy Diệp Huyên rất mạnh, nhưng trong cái nhìn của họ, bảo là vô địch thì có hơi quá đáng. Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Gã cũng thấy hơi đau đầu. Chẳng phải vẫn chưa phân thắng bại à? Vậy sao nghe như mình đã thua rồi vậy? Mệt lòng ghê. Phía xa xa. Diệp Huyên đi tới trước mặt mắt thần rồi cười nói, chúng ta đi thôi. Vận mệnh chi tử do dự một lúc rồi nói, Diệp Huynh, tinh mạch kia. Diệp Huyên quay đầu liếc nhìn người nghịch hành rồi cười nói, tinh mạch kia ta đưa cho ngươi vậy. Nhớ kỹ đấy, ngươi nợ ta một ân tình. Vận mệnh chi tử. Người nghịch hành khẽ nhíu mày, hình như vốn dĩ nó đã. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong. Hắn dẫn mắt thần biến mất tại chỗ. Người nghịch hành nhíu mày chặt hơn. Vận mệnh chi tử do dự một lúc rồi cũng xoay người rời đi. Người nghịch hành đứng yên tại chỗ, im lặng một lát rồi mới thốt lên, cái quái gì vậy? Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh gã. Người đến chính là Mạch Vương Ma Mạch Cổ Khâm. Cổ Khâm nhìn về phía người nghịch hành, khẽ hỏi, tại sao không giết bọn chúng? Người nghịch hành trầm mặc một lát rồi nói, ta không tranh nhất thời. Nghe vậy, Cổ Khâm ngẩn người, chẳng mấy chốc, trên mặt lão ta lộ ra một nụ cười. Không tranh nhất thời. Tuy lão ta hy vọng người nghịch hành giết quách 3 tên nhóm vận mệnh chi tử kia đi,
nhưng sau khi nghe được câu trả lời của gã, lão ta cũng thấy rất vui. Tại sao? Bởi vì mục tiêu của người nghịch hành không phải là phân thắng bại trong một chốc, mà là đại đạo trong tương lai. Như nghĩ đến điều gì đó, Cổ Khâm đột nhiên nói, ngươi thấy kiếm tu vừa nãy thế nào? Người nghịch hành im lặng một lúc rồi đáp, ta không biết có phải chiêu kiếm vừa rồi của hắn thật sự chỉ mới dùng 3 phần thực lực hay không? Cổ Khâm hỏi, nếu đúng vậy thì sao? Người nghịch hành nhẹ giọng nói, chiêu kiếm đó rất mạnh, nhưng điểm mấu chốt là nhờ thanh kiếm kia, thanh kiếm đó có thể xé nát lực lượng, nghịch hành, của ta. Cổ Khâm trầm mặc một lát rồi nói, từ khi nào thánh mạch lại thu nhận được một yêu nghiệt như thế? Lúc này, người nghịch hành nhìn nhẫn chứa đồ trong tay mình, ta muốn bế quang một quãng thời gian, 3 tháng sau ta sẽ đi tìm hắn. Nói xong, gã đã xoay người biến mất. Cổ Khâm quay đầu lại nhìn, khẽ thở dài trong lòng. Truyền thừa của cường giả hóa tự tại. Lão ta đã biết chuyện truyền thừa của cường giả hóa tự tại rơi vào trong tay thánh mạch, không thể không nói, thật sự rất đáng tiếc. Nhưng khi nghĩ đến người nghịch hành, lão ta lại thấy không còn tiếc gì nữa. Hóa tự tại. Người nghịch hành sắp đạt đến hóa tự tại rồi, chỉ còn lại vấn đề thời gian thôi. Một lát sau, Cổ Khâm rời đi. Chấm chấm chấm. Thánh mạch, trong đại điện. Diệp Huyên, vận mệnh chi tử và cả mắt thần đều đứng trong đại điện, trước mặt bọn họ là 3 người mục thần. Mấy người bọn họ vẫn luôn quan sát tình hình trong thế giới dưới lòng đất kia, bởi vậy chuyện gì xảy ra bọn họ đều biết cả. 3 người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không thể không nói, lúc này trong lòng cả 3 đều thấy khá phức tạp, ban đầu bọn họ cho rằng vận mệnh chi tử có thể đánh ngang tay được với người nghịch hành. Nhưng rốt cuộc lại khiến họ thất vọng rồi. Vận mệnh chi tử bị người nghịch hành đánh áp đảo hoàn toàn. Là áp đảo đúng nghĩa đen. Nếu không nhờ Diệp Huyên đứng ra, e là thánh mạch đã mất hết mặt mũi. Lúc này, mạch chủ Hư Sung đột nhiên nhìn về phía vận mệnh chi tử, cười hỏi, bị đả kích chưa? Vận mệnh chi tử trầm mặc. Hư Sung khẽ thở dài, nếu mới chịu chút đả kích ấy mà đã nhụt chí phủ định bản thân. Sau này lại chỉ nhận về chuỗi thất bại liên tiếp, ngươi sẽ bị vận mệnh vứt bỏ nhanh thôi, hiểu chưa? Vận mệnh chi tử gật đầu. Hư Sung lại nói, là đàn ông thì không sợ thất bại, chỉ sợ không có dũng khí bắt đầu lại từ đầu. Vận mệnh chi tử nhìn về phía Hư Sung, sư tôn yên tâm, ta sẽ không buông bỏ. Hư Sung gật đầu, vậy thì tốt. Nói rồi, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, cười nói, không thể không nói. Người khiến tất cả chúng ta đều bất ngờ. Diệp Huyên cười đáp, mạch chủ, ta có một thắc mắc nho nhỏ. Hư Sung gật đầu, người hỏi đi, dưới lòng đất này vẫn còn thế giới khác sao? Đừng nói là ngươi, đến cả chúng ta cũng thấy hơi kinh ngạc. Chỉ là không biết thế giới này là do Ngự Thiên Thần mở ra hay là nó vốn dĩ đã tồn tại. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có gì khác nhau sao? Hư Sung cười nói, nếu là Ngự Thiên Thần mở ra thì vùng thế giới kia cũng không có gì thần bí. Nhưng nếu nó còn tồn tại trước cả Ngự Thiên Thần. Nói đến đây, ông ta không tiếp lời nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên đã rõ. Nếu vùng thế giới kia có trước cả Ngự Thiên Thần thì có nghĩa là có thể có người khác đã mở nó ra, mà thế giới dưới lòng đất kia thật sự không đơn giản. Lúc xuống đó, hắn đã cảm nhận được trọng lực khủng bố ở đấy. Muốn mở ra một thế giới dưới lòng đất thế kia thì phải chống chịu bao nhiêu trọng lực đây? Nói cách khác, Ngự Thiên Thần không phải là cường giả hóa tự tại sớm nhất. Lúc này, Hư Sung đột nhiên nói, theo tình hình trước mắt, thực lực của người nghịch hành đã không thua gì niệm thông cảnh, nếu để gã tiến thêm bước nữa, e là sẽ không có đối thủ nào trong niệm thông cảnh cả. Mà một khi lúc đó đến, cục diện cân bằng hiện tại của Đại Ma Thiên Vực của chúng ta sẽ bị đánh vỡ ngay lập tức. Chúng ta sẽ bị ma mạch áp chế, thậm chí là tiêu diệt. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người trong điện đều trở nên nghiêm trọng. Bây giờ thánh mạch so với ma mạch đang là thế 4-6, mà sở dĩ như vậy là vì có người nghịch hành, nhưng nếu người nghịch hành kia tiến bộ thêm một bước nữa, thì khi đó không chỉ còn là thế 4-6 nữa. Chỉ một người thôi, cũng thật sự có thể, nghịch, được cả một thế cuộc. Đúng lúc này, Hư Sung đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, mạch chủ. Ông nhìn ta làm gì? Hư Sung chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta trầm giọng nói, tiểu tử,
sự sống còn của cả thánh mạch ta đều ở trên người ngươi rồi đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười, mạch chủ, ông đừng có đùa với ta. Hư Sung quay đầu nhìn về phía mục thần trầm mặc một lát rồi nói, chúng ta có thể cho hắn được cái gì? Trong mắt Diệp Huyên ánh lên một tia kinh ngạc, người phụ nữ này nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng. Người thánh mạch có thể cho hắn được gì? Hắn và thánh mạch có giao tình gì không? Chắc chắn là không. Hắn khác với mắt thần và vận mệnh chi tử, hắn tu luyện đến nay chưa từng dựa vào chút tài nguyên gì của thánh mạch cả, ngược lại còn kéo hòa một trận giúp thánh mạch. Tất nhiên mục đích của hắn cũng đơn giản thôi, chỉ là muốn mở mang kiến thức về các loại cường giả nơi đây, từ đó tôi luyện lại bản thân. Nhưng hắn cũng không hề muốn dính líu gì đến ân oán giữa thánh mạch và ma mạch. Liều mạng giúp thánh mạch ấy hả? Hắn cũng đâu có rảnh đến mức đó. Lúc này, Hư Sung nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn cái gì? Diệp Huyên cười hỏi ngược lại, phải nói là thánh mạch có thể cho ta được gì? Hư Sung trầm giọng nói, tài nguyên tu luyện, chúng ta có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện khổng lồ. Diệp Huyên im lặng. Khỏi phải nói, bây giờ đúng là hắn rất khiếm khuyết tài nguyên tu luyện, đến cảnh giới này rồi. Mỗi lần tu luyện đều cần một lượng linh khí khổng lồ, tuy hắn có không ít vô lượng thần tinh, nhưng vẫn không đủ để tu luyện mấy ngày ở trong tiểu tháp. Lúc này, Mục Ca ở một bên đột nhiên nói, không chỉ tài nguyên tu luyện, chúng ta còn có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều cách tu luyện đặc biệt, thậm chí ba người chúng ta cũng có thể giúp ngươi tu luyện. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cho các chuyên gia nghiên cứu các vấn đề ngươi gặp phải, từ đó đưa ra cách giải quyết và cải thiện, nói tóm lại. Chúng ta có thể dốc hết toàn bộ lực lượng để phục vụ cho ngươi, giúp ngươi đạt đến cực hạn. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Ca, như vậy cũng được à? Mục Ca gật đầu, được chứ? Diệp Huyên nhìn về phía Mục Thần khẽ gật đầu, thánh mạch ta đã truyền thừa nhiều năm như vậy, chúng ta có rất nhiều phương pháp tu luyện đặc biệt. Tất nhiên chúng ta biết ngươi là kiếm tu, cũng có con đường kiếm đạo của riêng mình, chúng ta sẽ không cưỡng ép ngươi học theo, chúng ta chỉ sẽ hỗ trợ. Giúp đỡ người đạt đến cực hạn. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể thử xem. Thành thật mà nói, hiện tại hắn cũng muốn đạt đến cực hạn của bản thân, lúc trước đánh với người nghịch hành, tuy chỉ giao thủ một chiêu, nhưng hắn phát hiện bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Chiêu kiếm đó hắn chưa sử dụng huyết mạch chi lực, chỉ vẻn vẹn dùng khí thế cùng kiếm thế, nhưng hắn đã có một lợi thế là dùng kiếm thanh huyên, hơn nữa người nghịch hành kia còn đang sơ suất khinh thường hắn. Nếu đối phương cẩn thận hơn, thật sự hắn không chắc mình có thể xé nát được một tay của đối phương được hay không. Lúc này, Hư Sung ở một bên đột nhiên nói, thời gian của chúng ta không nhiều, bây giờ lập tức bắt đầu huấn luyện công kích với ngươi vậy, thánh mạch ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, giúp ngươi chiến thắng được người nghịch hành kia trong trận chiến 3 tháng sau. Nói xong, ông ta liếc nhìn Mục Ca hiểu ý, nhanh chóng mở tay ra, một chiếc lệnh bài liền xuất hiện. Thoáng chốc, đã có ba ông lão choàng áo đen xuất hiện trong điện. Hư Sung nhìn về phía Diệp Huyên, trước hết chúng ta bắt đầu từ chiến đấu nhé. Chiêu kiếm lúc trước người dùng với người nghịch hành chủ yếu là thiên về khí thế cùng kiếm thế, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Hư Sung quay đầu nhìn ba ông lão kia, ba người này là thái thượng trưởng lão của Thánh Mạch, theo thứ tự là Mộc trưởng lão, Thần trưởng lão, Khâu trưởng lão. Trong khoảng thời gian này, ba người họ sẽ đến huấn luyện cho ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía ba người, hơi thi lễ, làm phiền các vị. Mộc trưởng lão dẫn đầu đưa mắt nhìn Diệp Huyên, người biết có mấy loại thế không? Diệp Huyên lắc đầu. Mộc trưởng lão nghiêm giọng nói, chỉ ít mấy trăm loại. Diệp Huyên. Mộc trưởng lão tiếp tục nói, ngươi chủ yếu dùng kiếm thế và khí thế, cũng gần như đã đạt được cực hạn của hai loại thế này rồi. Hiện tại chúng ta kiến nghị ngươi có thể mượn thế. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, mượn thế. Mộc trưởng lão gật đầu, thế của bản thân chung quy đều có cực hạn, nhưng nếu mượn thế thì lại có thể tạm thời phá vỡ cực hạn đó. Mượn thế của thời không, mượn thế của chư thiên vạn giới. Nếu như cơ duyên đến, ngươi thậm chí có thể mượn thế ở ngoài để đột phá bản thân. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, làm sao mượn? Mộc trưởng lão cười đáp, cũng đơn giản thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên hơi ngẩn người, đơn giản à. Mộc trưởng lão gật đầu, thánh mạch ta truyền thừa nhiều năm như vậy, tất nhiên có không ít công pháp thần thông rồi.
Nói xong, ông ấy nhìn Hư Sung ở bên cạnh, mạch chủ, ta muốn dùng tất cả tài nguyên trong tông. Hư Sung khẽ mỉm cười, được thôi, bắt đầu từ lúc này, hết thảy tài nguyên trong tông môn đều tùy ý ngươi sử dụng, không chỉ thế, tất cả mọi người cũng sẽ phối hợp giúp đỡ, bao gồm cả ta. Một lát sau, toàn bộ thánh mạch đều được điều động. Thánh mạch không thể không giúp Diệp Huyên đột phá, một khi Diệp Huyên đánh không lại người nghịch hành thì thánh mạch sẽ bị áp chế hoàn toàn, chuyện này là một đòn vô cùng chí mạng đối với thánh mạch. Mà hiện tại Diệp Huyên cũng cần có người giúp bản thân phát hiện ra chỗ nào chưa ổn. Bây giờ hắn đang đi một con đường hoàn toàn mới, trên phương diện đại đạo thì người khác không giúp được hắn, nhưng lại có thể giúp hắn ở những điều vụn vặt và chi tiết. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu học cách làm sao mượn thế. Thật ra mượn thế này cũng có chỗ kỳ diệu giống với lời hiệu triệu giúp đỡ từ chư thiên vạn giới của vận mệnh chi tử, có điều chúng khác nhau ở chỗ hắn lấy bản thân làm trung tâm, cũng chính là dựa vào khí thế cùng kiếm thế của bản thân để điều động mượn thế, còn vận mệnh chi tử thì hoàn toàn ỷ vào lực lượng của chư thiên vạn giới. Thế nên sau khi người nghịch hành phá tan lực lượng chư thiên vạn giới xong, vận mệnh chi tử như sói mất nanh, chỉ có thể mặc người sâu xé. Trong tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh hắn không xa là ba thái thượng trưởng lão. Mộc trưởng lão nói, điển pháp đại đạo chúng ta vừa truyền thụ cho ngươi là một tâm pháp ngưng tụ thế của thánh mạch, trong tông môn chúng ta, nó là công pháp xếp thứ hai đấy, bây giờ ngươi học tập đi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, xếp thứ hai, thế đứng đầu là gì? Mộc trưởng lão do dự một chốc rồi nói, cũng không phải là không muốn truyền thụ cho ngươi, nhưng tâm pháp đứng đầu kia e là ngươi không tu luyện được. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Mộc trưởng lão trầm giọng nói, bởi vì tâm pháp đứng đầu đó có một yêu cầu vô cùng hà khắc, chính là đương lúc ngươi ngưng thế thì cần phải dao động trong thời không. Không phải chỉ một tầng hai tầng thời không, mà là vô số tầng, trong tình huống đó, ngươi rất khó ngưng tụ thành công được. E là một lần ngưng thế thôi cũng phải mất đến nửa tháng. Dao động trong thời không. Diệp Huyên trầm giọng nói, muốn mượn thế trong chư thiên vạn giới thì phải dao động qua vô số thời không, đúng không? Mộc trưởng lão gật đầu, điển pháp đại đạo này thì đơn giản hơn một chút, tất nhiên tác dụng của nó cũng nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì điển pháp này chỉ có thể cho ngươi mượn thế từ một vài thế giới gần đây. Thật ra hai tâm pháp này đều cùng một người sáng chế ra. Mà lúc trước vị tiền bối kia sáng tạo ra tâm pháp này cũng bởi vì bộ tâm pháp trước quá mức hà khắc. Người bình thường căn bản không thể tu luyện thành, bởi vậy ông ấy mới sáng tạo ra điển pháp đại đạo này. Diệp Huyên cười nói, cho ta cuốn tâm pháp đứng đầu kia đi. Mộc trưởng lão do dự một lát rồi nói, chuyện này. Ta sợ sau khi ngươi tu luyện xong rồi đến lúc cần lại không sử dụng được, thế sẽ phí thời gian lắm. Diệp Huyên cười nói, không sao đâu, cứ đưa cho ta. Bỏ qua thời không? Kiếm thanh huyền của hắn chẳng phải có thể bỏ qua tất cả thời không sao? Mộc trưởng lão nhìn Diệp Huyên một cái rồi cũng không từ chối nữa, ông ấy bấm tay một cái, một tia sáng trắng liền chui vào giữa hàng mày của Diệp Huyên. Trong nháy mắt, vô số thông tin tràn vào trong đầu Diệp Huyên. Thần pháp đại đạo. Đây chính là một tâm pháp tụ thế, không thể không nói, nó có chút kinh khủng, theo như miêu tả. Sau khi tu luyện thành công, người tu luyện có thể ngưng tụ thế từ khắp chư thiên vạn giới trong nháy mắt. Nhưng nó cũng rất hà khắc, đầu tiên, người sử dụng phải vượt qua được bức tường thời không của chư thiên vạn giới. Mà khi trước vị tiền bối kia sáng tạo ra bộ công pháp này cũng là vì ông ấy có thần thể thời không, ông ấy không thể bỏ qua thời không được, nhưng lại có thể hòa làm một với rất nhiều thời không khác nhau. Mà Diệp Huyên hắn lại có thể bỏ qua mọi loại thời không. Như vậy còn đáng sợ hơn thể chất thời không rất nhiều. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu thần pháp đại đạo, dưới sự giúp đỡ của Mộc trưởng lão, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh như gió. 10 ngày sau, Diệp Huyên liền bắt đầu tụ thế. Trong tinh không, Diệp Huyên nhắm hờ hai mắt, sau một lúc trầm mặc rất lâu, hắn đột nhiên mở bừng hai mắt ra, đến đấy. Hắn vừa cất giọng, trong phút chốc vô số thời không bắt đầu rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, từng luồng thế cực kỳ kinh khủng dâng lên từ trong thời không xung quanh Diệp Huyên, rồi lại như sông đổ về biển mà ùa vào trong kiếm thanh huyên trên tay hắn. Thế vô cùng vô tận. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt ba người Mộc trưởng lão đều trở nên nghiêm túc. Tốc độ tụ thế quá nhanh.
Thần trưởng lão bên cạnh Mộc trưởng lão nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, kiếm này có thể chịu đựng nổi sao? Mộc trưởng lão cũng liếc nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, chắc là không có vấn đề gì. Trong tinh không, kiếm Thanh Huyên bắt đầu khẽ rung lên, mà các vùng thời không xung quanh Diệp Huyên đúng lúc này chợt sôi sục lên, không chỉ thế, bốn phía còn có thế vô cùng vô tận đang không ngừng tràn về phía hắn. Lúc này đây, khí thế bên trong kiếm Thanh Huyên đã đạt đến mức vô cùng khủng bố. Diệp Huyên đưa ngón cái chặn ngang trên cán kiếm Thanh Huyên, hắn vẫn khép hờ hai mắt, không hề xuất kiếm. Hắn muốn xem thử cực hạn của bản thân ở đâu. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện hắn căn bản không có cực hạn, không, phải nói là kiếm Thanh Huyên không có cực hạn. Những thế kia tràn vào trong kiếm Thanh Huyên cứ như sông đổ về biển. Diệp Huyên nhíu mày, tên là Mắt Thần luôn à. Người đàn ông gật đầu, y nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi tên gì? Diệp Huyên cười đáp, Diệp Huyên. Người đàn ông gật đầu, y nhìn về phía đỉnh núi, khẽ nói, có lẽ nơi này không đơn giản, không biết có phải nơi ở của Ngự Thiên Thần không? Diệp Huyên cũng nhìn lên đỉnh núi, đi lên không? Người đàn ông gật đầu, hai người đang muốn đi lên thì chân trời phía xa chợt nứt ra, sau đó, một bóng người bay qua trên đầu cả hai. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người đều khá khó coi. Có người bay được. Thế thì lúng túng quá. Đi bộ lên. Có quá mất mặt không vậy? Mắt Thần quay đầu nhìn Diệp Huyên, người nghĩ thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cấm chế của nơi này rất mạnh, nếu muốn bay lên thì khó lắm. Mắt Thần trầm giọng hỏi, vậy đi bộ lên. Diệp Huyên gật đầu, nếu đi bộ lên thì có mất mặt quá không? Mắt Thần hơi do dự, sau đó đáp, đúng là hơi mất mặt. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hay là thế này, ta giúp ngươi ngăn chặn lực lượng cấm chế bên trên, ngươi đi lên trước, sau khi lên đó, ngươi giúp ta ngăn cản lực lượng cấm chế, thế nào? Mắt Thần hơi ngượng ngùng, thế ta đi lên trước sao? Diệp Huyên cười hỏi, có vấn đề gì à? Mắt Thần chần chừ một lát rồi nói, ta hơi ngại. Diệp Huyên vội nói, vậy ngươi giúp ta ngăn chặn lực lượng cấm chế, ta đi lên trước, ta không ngại đâu. Mắt Thần. Diệp Huyên không nói nhảm thêm nữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Dứt lời, hắn chậm rãi bay lên, mà lúc này, lực lượng cấm chế mạnh mẽ kia cùng đè xuất từ trên trời, lực lượng đó giống như trọng lực, chẳng khác nào có 10 vạn ngọn núi đang đè xuống người. Diệp Huyên vội nhìn về phía Mắt Thần, Mắt Thần hơi do dự, sau đó y nâng tay phải, một lực lượng mạnh mẽ xuất hiện. Nhưng gần như ngay sau đó, sắc mặt y lập tức trở nên tái mét. Lực lượng đó thật sự quá mạnh, dù là y cũng khó mà chấp nhận được. Mà sau khi Mắt Thần chặn lại những lực lượng này, Diệp Huyên vội vàng bay lên trên, chẳng mấy chốc, hắn đã đi thẳng đến đỉnh núi. Mà bên dưới, Mắt Thần đang mở tay phải, không ngừng ho khan. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên xoay người nhìn xuống Mắt Thần bên dưới, sau đó nói, người đi lên đi. Dứt lời, hắn mở tay ra, một tia kiếm quang chém xuống. Xoẹt! Trong nháy mắt, lực lượng cấm chế thần bí kia bị kiếm của hắn chém trúng, chân trời dao động như sóng nước. Sắc mặt Diệp Huyên cũng thoáng chốc trở nên tái mét. Cấm chế này đúng là rất mạnh. Dù là hắn cũng không thể ngăn chặn được quá lâu, trừ khi sử dụng át chủ bài. Lúc này, Mắt Thần xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyên vội vàng thu kiếm, vừa thu kiếm. Hắn lập tức thả lỏng, vô cùng thoải mái. Mắt Thần nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu. Mắt Thần nói tiếp, kiếm tu thật sự rất hiếm thấy. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nhìn về phía đối diện, ở một nơi cách đó không xa, hắn nhìn thấy một căn nhà tranh cũ nát, phía trước nhà tranh có một vườn rau. Hai người đi về phía nhà tranh, lúc đi tới trước nhà tranh, cửa nhà đang mở, nhưng bên trong không có một bóng người. Diệp Huyên nhíu mày, đi mất rồi. Mắt Thần nhẹ giọng nói, đối phương cũng đang tìm chỗ ở của Ngự Thiên Thần. Nhưng đối phương nhanh hơn chúng ta. Nói đến đây, nét mặt y trở nên nặng nề. Mục đích chính của bọn họ lần này chính là truyền thừa của Ngự Thiên Thần, cho dù không có truyền thừa cũng phải tìm thấy thứ gì liên quan đến Ngự Thiên Thần mới được. Ngự Thiên Thần này là cường giả hóa tự tại đấy. Diệp Huyên đột nhiên nói, có lẽ là người nghịch hành.
Mắt thần gật đầu, đối phương mạnh hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều. Diệp Huyên nhìn mắt thần, người biết vận mệnh chi tử kia mạnh đến mức nào không? Mắt thần lắc đầu, ta chỉ từng nghe nói về hắn, chưa từng gặp mặt. Diệp Huyên cau mày, ngươi chưa từng gặp hắn. Mắt thần gật đầu, chúng ta không có cùng một sư phụ, vì thế cũng không có qua lại. Nhưng theo lời của sư phụ ta, có lẽ hắn rất mạnh, dù sao cũng là vận mệnh chi tử, có thể chất đặc biệt, nếu người khác chống đối với hắn sẽ bị vận mệnh bài xích, xảy ra chuyện xấu. Có điều. Đến đây, y khẽ nói, không biết hắn và người nghịch hành ai mạnh hơn. Diệp Huyên nhìn mắt thần, ngươi cảm thấy ngươi yếu hơn bọn họ sao? Mắt thần ấp úng, việc này. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi phải tự tin, còn chưa đánh đã chịu thua thì không tốt lắm. Mắt thần trầm giọng nói, nhưng chẳng lẽ chúng ta không nên tự mình biết mình à? Diệp Huyên cười nói, ngươi nói không sai, nhưng ta cảm thấy chúng ta nên tin tưởng bản thân hơn, còn chưa đánh đã chịu thua thì không tốt chút nào. Cũng giống như người bình thường vậy, biết rõ cuối cùng vẫn sẽ chết, vậy ăn cơm còn có ý nghĩa gì? Mắt thần im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, đừng chối bỏ bản thân, phải giao thủ rồi mới biết được, nếu không đánh lại, chịu thua cũng không có gì mất mặt, nhưng nếu chưa đánh đã chịu thua thì mất mặt lắm. Đến lúc gặp được người nghịch hành kia, ngươi ra tay trước, giao thủ với hắn, hiểu không? Mắt thần quay đầu nhìn Diệp Huyên, sao ta cảm thấy có gì đó không đúng? Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, có cái gì không đúng? Mắt thần do dự một lát rồi nói, không nói ra được. Diệp Huyên nói tiếp, vậy ngươi cảm thấy ta nói có lý không? Thần đồng ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, hình như cũng khá có lý. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tin vào trực giác của bản thân, tin tưởng mục đích ban đầu của mình. Lát nữa nếu gặp phải người nghịch hành, ngươi phải giao thủ với hắn, lúc đó, ngươi sẽ phát hiện tâm cảnh của ngươi sẽ thay đổi rất nhiều. Ngươi cũng biết ta là kiếm tu mà, chưa từng lừa ai bao giờ. Mắt thần hỏi lại, nếu đánh không lại thì phải làm sao? Diệp Huyên thở dài, ngươi nhìn kìa, ngươi lại như thế rồi. Vì sao ngươi lại nghĩ là đánh không lại? Ngươi phải tin tưởng vào bản thân. Mắt thần ngẫm nghĩ, sau đó đáp, đến lúc đó ta sẽ thử. Diệp Huyên gật đầu, được, ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Mắt thần. Diệp Huyên đột nhiên nhìn xung quanh, có lẽ đây là nơi Ngự Thiên Thần từng sống. Có nghĩa là Ngự Thiên Thần kia thích trồng rau. Mắt thần hỏi, người muốn nói gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chắc chắn chỗ ở chính của ông ấy cách đây rất gần, có lẽ ông ấy sống ở đây. Mắt thần sửng sốt, không, không phải nơi này không có gì cả à. Diệp Huyên nhìn một vòng, cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía cái ghế nằm trước vườn rau, trên ghế nằm đã mọc đầy cỏ dại, rõ ràng là đã rất lâu không có ai nằm lên. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước ghế, hắn im lặng một lúc lâu, sau đó cầm lấy kiếm Thanh Huyên, thầm nói, nếu ông thật sự có bản lĩnh, thì chắc chắn sẽ cảm nhận được kiếm Thanh Huyên. Dứt lời, huyền khí trong người hắn chạy vào trong kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên. Không có chút phản ứng. Diệp Huyên cau mày, hắn đoán sai rồi sao? Lúc này, cỏ dại trên ghế nằm trước mặt hắn chợt biến mất, sau đó... Một người đàn ông trung niên xuất hiện trên ghế nằm. Người đàn ông trung niên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, cười khẽ, người chế tạo thanh kiếm này đúng là có 102, ta mãi mãi không theo kịp. Ngự Thiên Thần, Diệp Huyên đã đoán ra được thân phận của người đàn ông trung niên, đúng như hắn đoán, đối phương đã cảm nhận được sự bất phàm của kiếm Thanh Huyên. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ông ấy cười khẽ, chàng trai trẻ, cậu rất thông minh, giống người khi nãy vậy. Diệp Huyên nhíu mày, người khi nãy. Người đàn ông gật đầu, người đến trước các cậu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, hắn cũng đã phát hiện ra tiền bối sao? Người đàn ông lại gật đầu, có điều hắn đi rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, thực lực của hắn thế nào? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, cười nói, cậu không ngại nếu ta nói thật chứ? Diệp Huyên đang định đáp lời thì mắt thần ở bên cạnh đã nói, đương nhiên. Nghe thấy thế, Diệp Huyên hơi đau đầu. Lúc này, người đàn ông trung niên cất lời, mạnh hơn các ngươi không ít. Nét mặt mắt thần cứng đờ, đây là so sánh với cả hai người họ. Diệp Huyên cười hỏi, tiền bối, ông có đưa truyền thừa của ông cho hắn không?
Người đàn ông lắc đầu, không. Diệp Huyên chớp mắt, có phải ông cảm thấy hắn không phù hợp không? Nếu như thế, ông xem thử hai người chúng ta đi, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp, ông có muốn suy xét không? Nét mặt người đàn ông trung niên thoáng cứng đờ. Mắt thần kéo ống tay áo của Diệp Huyên, Diệp Huynh, người có nói thẳng quá không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, nói thẳng cái gì? Rất nhiều lúc phải biết tranh giành, người cần thể diện nhưng người khác không cần, thì người đã thua một nửa rồi. Cũng giống như theo đuổi mỹ nữ vậy, người không theo đuổi sẽ có người khác có thể theo đuổi được, còn người mãi mãi không thể theo đuổi. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngự Thiên Thần, nếu tiền bối cho, chúng ta sẽ thu được một món lợi lớn, còn nếu không cho, chúng ta cũng không lỗ. Người thấy đúng không? Mắt thần đắn đo một lúc mới đáp, hình như cũng có lý. Ha ha! Ngự Thiên Thần ở bên cạnh chợt bật cười, nhóc con, cậu nói rất đúng, lúc trước nếu ta cũng có thể mặt dày như cậu, có lẽ cũng sẽ không bỏ lỡ người trong lòng. Diệp Huyên cười nói, thực lực của tiền bối xưa giờ chưa từng có ai sánh bằng, vẫn có nữ tử từ chối tiền bối sao? Ngự Thiên Thần lắc đầu cười khẽ, có nhiều lúc, chuyện tình cảm không thể đong đếm bằng thứ khác được. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, cũng đúng. Ngự Thiên Thần quan sát Diệp Huyên, cười nói, hai người các ngươi đến đây là vì truyền thừa của ta sao? Mắt thần vừa định gật đầu thì Diệp Huyên chợt nói, thật ra không hoàn toàn là như thế, mục đích chúng ta đến đây là muốn gặp mặt tiền bối một lần. Tuy tiền bối cách thời đại của chúng ta rất xa, nhưng thời đại của chúng ta vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết của tiền bối. Có lẽ tiền bối không biết, ở bên ngoài, tu sĩ chúng ta đều xem tiền bối như tấm gương, hy vọng một ngày có thể có được thành tựu như tiền bối, tiếc là biết bao năm trôi qua, không một ai có thể đạt tới hóa tự tại cảnh. Mắt thần nhìn Diệp Huyên, Ngự Thiên Thần đột nhiên bật cười sau đó ông ấy nói, tiểu tử, cậu đúng là thú vị. Cậu rất giỏi ăn nói, tuy biết cậu đang nịnh hót, nhưng ta thật sự rất dễ chịu. Nói đến đây, ông ấy im lặng một lát, sau đó mới tiếp tục, thật ra ta để hư ảnh này ở đây không phải vì để lại truyền thừa, vì muốn đạt tới hóa tự tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái gọi là truyền thừa có thể sẽ trở thành một hạn chế cho người khác, cậu hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói, hóa tự tại, chỉ có thể dựa vào chính mình, đúng không? Ngự Thiên Thần gật đầu. Diệp Huyên hơi tò mò, vậy tiền bối để lại hư ảnh này làm gì? Ngự Thiên Thần cười đáp, là để gặp gỡ người và thiên tài đời sau, thế hệ bây giờ thật sự khiến ta hơi ngạc nhiên. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, thật ra hai người chúng ta cũng không ưu tú cho lắm. Ngự Thiên Thần thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, tiểu tử, cậu hiểu lầm rồi. Người khi nãy mới là người khiến ta thấy ngạc nhiên. Diệp Huyên đen mặt, mẹ nó, nói chuyện không nói hết, khiến hắn hiểu lầm, đúng là quá đáng. Mắt thần ở bên cạnh cũng hơi ngượng ngùng, y bắt đầu thấy sợ khi đi cùng Diệp Huyên. Lúc này, Ngự Thiên Thần lại nói, thật ra cậu cũng khiến ta thấy ngạc nhiên. Diệp Huyên định đáp lời thì ông ấy đã nói tiếp, ta đang nói đến thanh kiếm của cậu. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, chết tiệt, cuối cùng lão tử cũng biết vì sao ông bỏ lỡ người trong lòng rồi. Ăn nói kiểu vậy, ai mà chịu được chứ? Lúc này, Ngự Thiên Thần cười nói với Diệp Huyên, thật ra cậu cũng được lắm, có lẽ cậu đã che giấu rất nhiều thực lực của bản thân. Có điều tính cách của cậu hơi cà lơ phất phơ, không được chuyên tâm, nếu có thể tập trung hơn, có lẽ thành tựu của cậu sẽ cao hơn. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ dạy. Ngự Thiên Thần cười đáp, không thể nói là chỉ dạy được. Nói xong, ông ấy nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, khẽ nói, chủ nhân của thanh kiếm này, ta không thể sánh bằng. Thanh Nhi. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay. Hắn im lặng. Rõ ràng là Ngự Thiên Thần đã cảm nhận được gì đó từ trong kiếm Thanh Huyên. Lúc này, mắt thần ở bên cạnh chợt nói, tiền bối, ông đưa truyền thừa cho người nghịch hành kia rồi sao? Ngự Thiên Thần đáp, ta cũng muốn đưa, nhưng hắn lại không cần. Mắt thần nhíu mày, không cần. Ngự Thiên Thần gật đầu, đó là một người rất xuất sắc. Các ngươi và hắn ở cùng một thời đại, e rằng. Nói đến đây, ông ấy im lặng. Mà rõ ràng mắt thần cũng đã hiểu ý ông ấy, nét mặt y rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Ngự Thiên Thần cười nói, hắn có thể dựa vào chính mình đạt đến hóa tự tại, không cần người khác giúp đỡ,
Diệp Huyên híp hai mắt, nói thế thì mục đích chủ yếu khi hắn đến đây không phải vì truyền thừa của ông, cũng có thể nói là hắn chỉ muốn gặp mặt cường giả hóa tự tại trong truyền thuyết, hoặc là, nơi này có thứ đặc biệt gì đó khiến hắn thấy hứng thú. Trong mắt Ngự Thiên Thần lộ vẻ ngạc nhiên, nhóc con, đầu óc của cậu khiến ta phải ngạc nhiên đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, hắn còn có mục đích gì khác sao? Ngự Thiên Thần gật đầu, nơi này có một thứ, là thứ ta sử dụng tu luyện năm đó, mục đích hắn đến đây là vì thứ đó. Tiểu tử, cậu có thể đoán nó là cái gì không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, hắn không cần truyền thừa, có lẽ cũng coi thường thần vật, thứ hắn cần chính là những thứ giống linh mạch, dẫu sao một người có yêu nghiệt hay giỏi giang đến mức nào, nếu không có tài nguyên tu luyện thì cũng vô dụng. Ngự Thiên Thần cười nói, cậu đoán đúng rồi. Dứt lời, ông ấy quan sát Diệp Huyên, sau đó lại nói, không thể không nói, cậu thật sự khiến ta rất bất ngờ. Rõ ràng là ông ấy bắt đầu tán thưởng Diệp Huyên rồi. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nói, tiền bối, ông có thể tiết lộ đó là gì không? Ngự Thiên Thần im lặng một lát rồi nói, đó là một tinh mạch. Tinh mạch được ngưng tụ từ mấy triệu tinh vực, bên trong chứa đựng thần lực tinh thần cực kỳ đáng sợ, đủ để hắn tu luyện đến hóa tự tại cảnh. Diệp Huyên hơi cau mày, mấy triệu tinh vực. Ngự Thiên Thần gật đầu, năm đó sau khi đạt đến đạo minh cảnh, ta phát hiện linh khí của vũ trụ này hoàn toàn không đủ để ta tiếp tục tu luyện, vì thế, ta bèn nghĩ ra một cách, chính là đi thu thập tinh thần chi lực. Nói đến đây, ông ấy lắc đầu cười khẽ, năm đó vì thu thập đủ tinh thần chi lực, ta đã mất gần một triệu năm, thật sự rất mệt. Gần một triệu năm. Tuy năm đó Ngự Thiên Thần chỉ là đạo minh cảnh, nhưng ông ấy có thể là một đạo minh cảnh bình thường sao? Rõ ràng là không phải, với thực lực của ông ấy mà vẫn mất gần một triệu năm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên thầm nói trong lòng, xem ra có thời gian phải bảo Thanh Nhi làm cho ta một cái, nếu ta tự làm thì mệt lắm. Tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn về phía Ngự Thiên Thần, cười nói, tiền bối, vậy chúng ta xin tạm biệt. Nói xong, hắn nhìn về phía mắt thần, chúng ta đi thôi. Mắt thần tỏ vẻ khó hiểu, Diệp Huyên cứ thế từ bỏ truyền thừa của Ngự Thiên Thần sao? Diệp Huyên không có ý định vờ tha để bắt, hắn lập tức dẫn theo mắt thần rời đi, mà lúc này, Ngự Thiên Thần chợt nói, tiểu tử, cậu có hứng thú tiếp nhận truyền thừa của ta không? Diệp Huyên dừng bước, hắn xoay người nhìn ông ấy, cười nói, tiền bối, ta có thể nói thật không? Ngự Thiên Thần thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, đương nhiên rồi. Diệp Huyên cất lời, thật ra khi nãy ta chỉ đùa với tiền bối thôi, ta đến đây cũng không phải vì truyền thừa, dẫu sao. Nói đến đây, hắn nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay, sau đó tiếp tục, nếu ta cần có truyền thừa, chẳng lẽ chủ nhân của thanh kiếm này không có sao? Nghe vậy, nét mặt Ngự Thiên Thần cứng đờ. Diệp Huyên thầm thấy rất sảng khoái, mẹ kiếp, ai bảo ông đã kích ta? Diệp Huyên nói tiếp. Nhưng ta cảm thấy truyền thừa của tiền bối rất thích hợp với một người. Ngự Thiên Thần nhìn về phía mắt thần, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta mạo muội hỏi một câu, nếu người nghịch hành kia và ông ở cùng một thời đại, ông cảm thấy giữa hai người ai sẽ xuất sắc hơn? Ngự Thiên Thần cười to, trên khuôn mặt tràn đầy sự tự tin. Thiên tài đều luôn rất tự tin. Hơn nữa, ông ấy có bản lĩnh để tự tin, phải biết rằng ông ấy đã là hóa tự tại rồi. Còn người nghịch hành kia thì chưa. Diệp Huyên nhìn mắt thần, ta không cảm thấy hắn yếu hơn người nghịch hành. Ngự Thiên Thần cười hỏi, tại sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, tiền bối, ông có thể đảm bảo sau này ông sẽ gặp được một người ưu tú hơn hắn không? Ý trong lời này chính là người nghịch hành không cần truyền thừa của ông, lão tử cũng không cần, ông còn có thể cho ai được nữa. Ông không cho thì phải tiếp tục đợi, đợi đến thiên hoang địa lão. Quả nhiên, Ngự Thiên Thần im lặng. Người ông ấy xem trọng nhất là người nghịch hành, nhưng người nghịch hành không cần truyền thừa. Mà sau khi gặp Diệp Huyên, ông ấy khá hứng thú với hắn, tuy Diệp Huyên không có thiên phú như người nghịch hành, nhưng hắn rất hợp gu ông ấy, đáng tiếc là Diệp Huyên cũng không cần. Thế thì chỉ còn lại mắt thần này thôi. Ngự Thiên Thần nhìn về phía mắt thần, lúc này, Diệp Huyên vội vàng dùng huyền khí truyền âm cho mắt thần, quỳ xuống. Mắt thần thoáng sửng sốt, hỏi lại, vì sao? Diệp Huyên đen mặt, bái sư đi, nhanh lên.
Mắt thần do dự một lúc rồi nói, nhưng ta có sư phụ rồi. Diệp Huyên nghiêm túc khuyên, người truyền thừa và sư phụ không giống nhau, ngươi chỉ cần nhận truyền thừa rồi làm rạng rỡ cho đạo thống của ông ấy thôi. Cho nên ngươi vẫn là đệ tử của Mục Ca tiền bối, mà tiền bối trước mặt chỉ có quan hệ người truyền thừa với ngươi thôi. Đương nhiên ngươi cũng có thể xem ông ấy là sư phụ. Có thêm một sư phụ cũng không sao cả, quan trọng là ngươi kính trọng cả hai sư phụ, hơn nữa Mục Ca tiền bối bảo ngươi đến nơi này là vì mục đích gì? Không phải là vì truyền thừa sao? Nếu ngươi lấy được truyền thừa của tiền bối này, chắc chắn sư phụ của ngươi sẽ vui hơn ngươi nữa. Mắt thần ngẫm nghĩ, sau đó nói, nhưng ông ấy vẫn chưa nói là sẽ nhận ta mà. Diệp Huyên đen mặt, ngươi quỳ xuống bái sư, chắc chắn ông ấy sẽ nhận ngươi. Mắt thần chần chừ một lúc rồi nói, nếu sau khi ta quỳ xuống mà ông ấy không thu nạp ta thì sẽ mất mặt lắm. Diệp Huyên nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi không ngại, người ngại sẽ là người khác, hiểu không? Mắt thần im lặng một lát, sau đó quỳ phịch xuống đất, sư phụ. Diệp Huyên đen mặt, đại ca à, là quỳ với ông ấy, không phải với ta. Tiểu tháp, quỳ nhầm người rồi. Mắt thần có hơi lúng túng, y vội xoay người lại nhìn Ngự Thiên Thần, sư phụ. Nói rồi, y lại dập đầu bồm bộp mấy cái. Ngự Thiên Thần nhìn mắt thần trước mắt, im lặng một lúc rồi mới nói, truyền thừa của ta có thể sẽ giúp ích cho ngươi, nhưng cũng có thể sẽ hạn chế ngươi lại, ngươi hiểu ý ta không? Mắt thần lắc đầu, không hiểu. Diệp Huyên có chút nhức đầu. Vẻ mặt Ngự Thiên Thần cũng sượng lại, nhưng chẳng mấy chốc ông ấy đã nở nụ cười, hiểu thì nói hiểu, không hiểu thì nhận không hiểu, được lắm. Nói rồi, ông ấy xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt mắt thần, truyền thừa của ta đều ở trong chiếc nhẫn chứa đồ này. Mắt thần nhìn về phía Ngự Thiên Thần, nghiêm túc nói, ta sẽ dốc toàn lực làm rạng rỡ đạo thống của sư tôn, tuyệt không khiến người thất vọng. Ngự Thiên Thần khẽ mỉm cười, được lắm. Nói rồi, ông ấy liếc nhìn sang Diệp Huyên, sau đó hỏi, các ngươi là bạn bè sao? Mắt thần đáp, chúng ta cùng một tông môn. Ngự Thiên Thần cười nói, vậy là bạn bè rồi. Nói xong, ông ấy nhìn mắt thần rồi cười bảo, bạn của ngươi rất tốt, sau này nhớ nghe ý kiến của hắn nhiều một chút. Mắt thần nhìn Diệp Huyên một cái rồi gật đầu, vâng. Ngự Thiên Thần mỉm cười. Ông ấy liếc nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó chậm rãi nhắm hiê mắt lại, dần dần biến mất. Mắt thần đứng lên, khẽ hỏi, sư tôn đã vẫn lạc rồi à? Diệp Huyên lắc đầu, không biết nữa. Mắt thần nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, một lát sau, gã nhìn Diệp Huyên, tại sao ngươi lại không cần truyền thừa này? Diệp Huyên cười nói, ta là kiếm tu, có kiếm đạo của riêng mình. Hắn là người vào vòng. Đường đi khác với mọi người, vì thế truyền thừa của Ngự Thiên Thần phần nhiều sẽ trở thành hạn chế với hắn. Mắt thần khẽ gật đầu, cảm ơn nhé. Diệp Huyên cười hỏi, cảm ơn cái gì? Mắt thần trầm giọng đáp, ta biết ông ấy coi trọng ngươi hơn. Nếu ngươi bằng lòng, truyền thừa này sẽ là của ngươi. Diệp Huyên cười nói, còn nhớ ban đầu ta đã nói gì với ngươi không? Mắt thần nhìn về phía Diệp Huyên lại tiếp tục. Phải tin tưởng bản thân, ngươi không kém hơn bất kỳ ai cả. Mắt thần im lặng. Lúc này, phía cuối chân trời xa xôi đột nhiên rung lên dữ dội, một khắc sau, linh khí trong thế giới dưới lòng đất bỗng ổ ạt kéo về phía xa kia. Diệp Huyên khẽ nói, xem ra người nghịch hành đã tìm được tinh mạch kia rồi. Mắt thần gật đầu, đi xem thử không? Diệp Huyên cười nói, tất nhiên rồi. Nói xong, hai người liền biến mất. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên và mắt thần đã đi đến một vùng núi sâu xa, trên không dãy núi này có một người đàn ông đang đứng, người này trông rất trẻ, mặc một bộ trường bào đơn giản, tóc bối gọn ở sau đầu, toàn thân trông rất mộc mạc. Mà phía dưới người đàn ông này có một khe nứt vực sâu khổng lồ, bên trong đấy còn loáng thoáng thấy được vô số ánh sáng xanh lấp lánh. Tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực vô cùng nồng đậm. Người đàn ông kia vẫn đang đưa mắt nhìn xuống khe nứt. Không hề để tâm đến Diệp Huyên và mắt thần. Diệp Huyên quan sát y một chút thì thấy hơi ngạc nhiên, đây là người nghịch hành đó sao? Lúc này, khe nứt phía dưới đang ngày càng rộng ra, cùng lúc đó, một tinh mạch khổng lồ chôn sâu dưới nền đất cũng chậm rãi bay lên, lúc này đây, toàn bộ thế giới dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt.
Người đàn ông nhìn xuống dưới, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Mắt thần đột nhiên nói, vận mệnh chi tử đâu rồi? Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, cười nói, hẳn là đã đến rồi. Mắt thần nhìn về phía Diệp Huyên, ở ngay đây. Diệp Huyên gật đầu. Mắt thần do dự một lát rồi hỏi, Diệp Huynh, sao ngươi biết? Diệp Huyên có chút cạn lời, tất nhiên là ta đoán rồi. Tên vận mệnh chi tử kia còn đi đâu được chứ? Tất nhiên là chỉ có thể ở đây thôi. Đúng lúc này, khe hở phía dưới đã hoàn toàn nứt toác, tinh mạch kia chậm rãi bay lên, mà lúc này, thời không trước mặt người nghịch hành không xa bỗng rạn nứt, một khắc sau, một người đàn ông khác bước ra. Người đàn ông này thân mang áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng, trên mặt là nụ cười thong dong. Vận mệnh chi tử. Diệp Huyên đánh giá vận mệnh chi tử kia một chút, tên này nhìn thì có phong thái của cường giả đấy, không biết thực lực ra sao. Người nghịch hành kia liếc nhìn vận mệnh chi tử một cái rồi thôi, gã ta lại nhìn xuống tinh mạch ở phía dưới, sau đó xòe tay ra, một cái bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay gã, ngay lúc gã ta định thu lấy tinh mạch kia thì nó bỗng rung lên dữ dội, sau đó lao nhanh về phía vận mệnh chi tử. Rõ ràng tinh mạch này muốn chọn vận mệnh chi tử. Người nghịch hành nhìn về phía vận mệnh chi tử cười nói, tinh mạch có linh, nó muốn theo ta. Người nghịch hành thu lại bình ngọc, gã ta bước chậm về phía vận mệnh chi tử, mà đúng lúc này, thời không trên đỉnh đầu gã ta đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một đám mây dày đặc bỗng xuất hiện trên đầu gã, trong mây còn có vô số thần lôi lấp lóe. Cảnh cáo, đây không phải do vận mệnh chi tử làm, mà là lời cảnh cáo từ vận mệnh chân chính. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Huyên ánh lên một tia kinh ngạc, tiểu tháp, hình như tên kia cũng ra gì và này nọ đấy. Tiểu tháp nói, địa vị của y tương đương với thái tử đó. Diệp Huyên có chút không rõ, thái tử á hả? Tiểu tháp giải thích, nói đơn giản là rất rất đáng gờm, không ai có thể đối nghịch, phàm là người trái ý y thì cũng có nghĩa là trái ý với trời, hiểu chưa? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy là còn ghê gớm hơn người hào quang nữa à? Tiểu tháp khinh thường nói, thái tử mà không có hào quang thêm vào thì cũng là đống rác thôi. Cũng giống hoàng đế mà không có binh quyền vậy đấy, nhìn thì oách, nhưng thực tế lại chẳng có quyền lực gì to tát. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Tiểu tháp, đôi lúc người cũng có ích đó. Tiểu tháp. Lúc này, người nghịch hành ở phía xa đột nhiên dừng bước, gã ta ngẩng đầu nhìn tầng mây đen xì ở chân trời, gã khẽ gảy ngón tay, một tia sáng trắng liền bắn thẳng lên trời cao. Tia sáng trắng kia nhanh chóng chui vào lớp mây, chỉ chốc lát. Đám mây đó đã bị oanh tạc, vô số thần lôi nháy mắt đã biến thành hư vô. Cưỡng chế tiêu hủy. Thấy cảnh ấy, sắc mặt mắt thần ở bên cạnh Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm lại, Diệp Huynh, tên này hơi bị mạnh. Ngươi có đánh thắng được không? Diệp Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Lúc này, người nghịch hành ở phía xa đột nhiên dừng bước lại, gã ta quay sang nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi tay đã siết chặt lại. Mí mắt Diệp Huyên giật giật, tên này chắc không đánh mình đâu nhỉ. Đúng lúc này, người nghịch hành đột nhiên lại quay sang nhìn vận mệnh chi tử, sau đó gã ta đột nhiên tung ra một cú đấm. Một đấm rất đơn giản. Cú đấm này vừa được tung ra, toàn bộ tâm thế giới liền trở nên hư ảo, mà thời không xung quanh vận mệnh chi tử cũng bắt đầu bị tiêu hủy một cách nhanh chóng. Mà vận mệnh chi tử lại chẳng hề hấn gì. Bởi vì y không còn ở trong thời không bị tiêu hủy kia nữa, nhưng khi y vừa sang mảnh thời không khác thì thời không nơi đó cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Nên y buộc phải lập tức dịch chuyển sang một thời không khác. Thế là nơi đây xuất hiện một cảnh tượng khá quỷ dị, vận mệnh chi tử không ngừng nhảy khỏi thời không, nhưng mỗi thời không y nhảy vào đều sẽ bị tiêu hủy ngay tức khắc. Thấy cảnh này, vẻ mặt của mắt thần và Diệp Huyên lại lần nữa trở nên nghiêm nghị. Hai người kia đều mạnh. Lúc này, người nghịch hành đột nhiên khép tay phải lại đưa lên giữa trán, một khắc sau, gã nhẹ nhàng hất tay ra. Xoẹt, vào lúc này, vô số thời không lập tức nứt ra, tốc độ chém thời không của gã nhanh hơn với tốc độ nhảy khỏi thời không của vận mệnh chi tử. Phía xa xa, trong mắt của vận mệnh chi tử đột nhiên co rụt lại, tay phải xòe ra, sau đó chỉ về phía trước một cái, một luồng sức mạnh to lớn bộc phát ra từ đầu ngón tay của y. Chỉ chốc lát. Vô vàn sức mạnh trong vô số thời không nhanh chóng ùa đến tụ lại trước đầu ngón tay của y.
một ngón tay này đã nhận được sự hỗ trợ từ chư thiên vạn giới. Thấy thế, Diệp Huyên và mắt thần phải đưa mắt nhìn nhau, không thể không nói, vận mệnh chi tử này đúng là có chút tà môn. Lúc này, sau khi đã chém hết không gian trước mặt vận mệnh chi tử xong, người nghịch hành lại tiếp tục tung một quyền ra. Đối đầu trực diện. Dùng sức một người để chống lại lực lượng của chư thiên vạn giới. Trong mắt của Diệp Huyên và mắt thần phản chiếu hình ảnh một nắm đấm và một ngón tay va chạm vào nhau, tích tắc sau. Ầm. Thời không xung quanh vận mệnh chi tử bốc cháy lên, sau đó hóa thành than tro, không chỉ thế, thân thể của vận mệnh chi tử cũng đang bị đánh bay lùi liên tục, xuyên thẳng qua vô số thời không, mỗi tầng thời không y xuyên qua đều lập tức đổ vỡ. Sức mạnh trong cú đấm của người nghịch hành thật sự quá mạnh. Vẻ mặt của vận mệnh chi tử cũng dần trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này, đầu ngón tay của y đột nhiên chậm rãi bốc cháy, cùng lúc đó, sức mạnh tụ trên đầu ngón cũng bắt đầu tán loạn, không chỉ thế, trong vô số thế giới không thể nhìn thấy được cũng đang từ từ bốc cháy lên. Cú đấm này không chỉ nhắm vào vận mệnh chi tử, mà còn nhắm vào chư thiên vạn giới đang giúp đỡ y. Diệp Huyên và mắt thần nhìn nhau một chốc, vẻ mặt mắt thần trở nên cực kỳ nghiêm nghị, Diệp Huynh. Chắc là đánh không lại đâu. Thế lát nữa, ta vẫn phải đánh với gã à. Diệp Huyên. Vận mệnh chi tử ở phía xa đột nhiên dẫm chân phải xuống. Ầm. Nơi bàn chân y dẫm xuống, mảnh thời không nơi đó lập tức hóa thành hư vô. Lúc này, giữa lông mày vận mệnh chi tử đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một tia sáng đỏ bỗng bắn mạnh ra từ giữa hàng mày của y. Xoẹt. Tia sáng đỏ kia đánh thẳng về hướng giữa cặp mày của người nghịch hành, trong nháy mắt tia sáng đỏ kia xuất hiện, bốn phía xung quanh hai người chợt trở nên hư ảo, căn bản nơi đây không chịu nổi được sức mạnh to lớn của tia sáng kia. Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào tia sáng đỏ đó, tia sáng kia e là có thể chém giết được cả một vài cường giả niệm thông cảnh. Lúc này, người nghịch hành đột nhiên giơ tay trái lên, sau đó gập lại thúc khuỷu tay ra phía trước. Không có động tác màu mè dư thừa nào, chỉ là một cú thúc ra đơn giản. Ầm. Tia hồng quang kia bị thúc vỡ. Thấy cảnh ấy, trong mắt của vận mệnh chi tử đột nhiên co rụt lại, y đang định ra tay tiếp thì đúng lúc này, người nghịch hành đột nhiên bước ra trước một bước, một khắc sau, gã đã bóp chặt lấy cuống họng của vận mệnh chi tử. Thua. Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Nhưng chẳng mấy chốc, thời không chung quanh lại chợt rung lên, ngay sau đó, từng luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao trùm lấy người nghịch hành. Đó không phải là sức mạnh của vận mệnh chi tử. Mắt thần ở bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, đây là vận mệnh chi lực trong truyền thuyết đó. Vận mệnh mơ hồ kia chịu ra tay rồi à? Vận mệnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết có gì đó không đúng. Vận mệnh là gì? Đây là một sự tồn tại mơ hồ trong truyền thuyết, nắm trong tay tất cả chúng sinh. Cho tới bây giờ, người dám khẳng định có thể khống chế sinh mệnh của mình e là cũng chỉ có Thanh Nhi, cha và đại ca. Vận mệnh chi tử này tuy mạnh mẽ, nhưng e là y không có liên quan gì đến với vận mệnh chân chính cả. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là vận mệnh kia là một linh, tự có ý thức của mình. Nghĩ tới đây, hắn có chút đau đầu. Vận mệnh rốt cuộc là thứ gì? Thật ra hắn cũng không thể rõ ràng được. Nếu nói nó không tồn tại, vậy sinh lão bệnh tử của vạn vật thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Chắc chắn là không rồi, tất cả những thứ này đều có quy luật riêng, mà nếu đã có quy luật thì phải có người tạo ra, cho dù không phải là người thì chắc chắn cũng phải là một dạng sinh linh nào đó. Mà nếu nói vận mệnh có thật thì lại không ai biết rốt cuộc nó là cái gì. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, thôi không suy nghĩ đến vấn đề này nữa, sau này có cơ hội thì hỏi Thanh Nhi là sẽ biết ngay thôi. Nơi xa, người nghịch hành dừng bước lại, gã nhìn xung quanh, lúc này đây thời không xung gã đã xuất hiện không ít sức mạnh thần bí lít nha lít nhít, những sức mạnh này tựa một tấm lưới khổng lồ trùm kín không gian quanh gã lại. Người nghịch hành khẽ nhíu mày, gã xòe tay trái ra, trong lòng bàn tay có một cỗ sức mạnh vô hình đang lắng lặng ngưng tụ lại. Một khắc sau, gã vung tay quét ngang một đường. Ầm. Một cú vung tay ấy đã đánh tan những sức mạnh thần bí ở xung quanh, không chỉ thế, mấy trăm nghìn thời không trong vòng trăm nghìn dặm nơi đây cũng nhấp nhô lên xuống cùng nhau, tựa như biển gợn sóng, trông vô cùng đáng sợ.
Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của vận mệnh chi tử đang bị người nghịch hành bóp cổ phải trầm xuống, người dám chống lại vận mệnh. Người nghịch hành chậm rãi siết chặt tay trái lại rồi chắp ra sau lưng, gã khẽ lắc đầu, người không đại diện cho vận mệnh được, vừa nãy hẳn cũng không phải là vận mệnh chi lực chân chính. Sở dĩ vận mệnh thần bí là vì nó có ở khắp mọi nơi, nhưng chưa bao giờ thật sự hiện diện. Còn nữa, người tu đạo ấy à, khoảnh khắc khi họ bắt đầu tu đạo cũng chính là đã bắt đầu đấu tranh với cái gọi là vận mệnh. Người không chống đối chỉ có thể thuộc hai loại, một là vô năng, hai là đã chết. Dứt lời, gã buông lỏng tay trái sau lưng ra, sau đó xoay người bước đến trước tinh mạch kia. Vận mệnh chi tử sửng sốt, người không giết ta. Người nghịch hành lắc đầu, người không có tư cách để ta giết. Sắc mặt của vận mệnh chi tử nháy mắt trở nên khó coi. Câu nói này còn khiến y khó chịu hơn cả việc bị giết. Đây là sỉ nhục. Không đúng, là không hề để y vào mắt. Là thiên tài đứng đầu của thánh mạch, từ khi sinh ra y đã bị đem đi so sánh với người nghịch hành, xem rằng y với gã ai mới là thiên tài yêu nghiệt nhất đại ma thiên vực. Mà y cũng muốn đánh với người nghịch hành một trận, dưới cái nhìn của y, trong thế hệ trẻ ở vũ trụ này, không ai là đối thủ của y cả, nhưng sự thật tàn khốc, y mới là không phải đối thủ của người nghịch hành. Đối phương còn không thèm giết y. Ở một bên, mắt thần đứng cạnh Diệp Huyên khẽ nói, tâm cảnh của y sẽ xảy ra vấn đề gì không? Diệp Huyên liếc nhìn vận mệnh chi tử, nếu đây là lần đầu y thất bại, vậy chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Người như y chưa từng bị xã hội chà đạp, một khi gặp phải thất bại thì sẽ phủ định bản thân, sau đó để tâm những chuyện vụn vặt. Nói rồi, hắn lắc đầu thở dài. Chuyện như vậy, người ngoài căn bản không can thiệp vào được, một khi can thiệp vào có khi còn bị đối phương ghi hận ngược lại. Mắt thần đột nhiên, Diệp Huynh, người từng bị xã hội chà đạp rồi ư? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, sao có thể? Từ trước đến nay ta luôn vô địch. Nhất là trong thế hệ trẻ, hoàn toàn không có đối thủ. Mắt thần. Lúc này, người nghịch hành đã thu được tinh mạch vào trong nhẫn chứa đồ, mục đích chuyến này của gã là tinh mạch, sau khi có được nó, gã liền định rời đi. Nhưng lúc này, gã như bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, thế là xoay người lại nhìn mắt thần, nghe nói mắt thần ngươi rất bất phàm, có thể cho ta lĩnh giáo một lần không? Mắt thần trầm mặc. Diệp Huyên kéo kéo ống tay áo mắt thần, đừng sợ, đánh gã đi. Mắt thần khẽ gật đầu, y đi đến chỗ người nghịch hành, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, một khắc sau, y đột nhiên mở mắt ra, khoảnh khắc y mở mắt, có hai luồng sáng đỏ bắn ra từ hai tròng mắt của y. Theo sự xuất hiện của hai luồng sáng đỏ đó, trong phút chốc, mảnh thời không trước mặt y lập tức hóa thành hư vô. Phía xa xa, người nghịch hành mở tay phải ra. Sau đó nhẹ nhàng ép về phía trước một cái. Ầm. Một nguồn sức mạnh vô hình chặn ngang lại hai luồng sáng màu máu kia, dưới sự áp chế vô hình, hai luồng sáng ấy không thể tiến thêm được nửa tấc nào. Lúc này, mắt thần đột nhiên gào lên, trong mắt y lần nữa bùng nổ ra thêm hai luồng sáng đỏ cực kỳ kinh khủng. Lúc này đây, hai luồng sáng đó như mặt trời nóng gắt, toàn bộ thế giới dưới lòng đất cũng vì đó mà bắt đầu bị thiêu chảy. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, mắt thần này cũng được quá chứ. Phía xa xa, lúc hai luồng sáng đỏ bắn đến trước mặt người nghịch hành, sức mạnh to lớn kia khiến người nghịch hành phải bị chấn bay ra ngoài hơn nghìn trượng. Sau khi người nghịch hành dừng lại, gã chỉ bước lên trước một bước, sau đó tung quyền ra. Hai luồng sáng đỏ kia lập tức hóa thành hư vô. Mắt thần liền bị đánh bay ngược ra ngoài, nhưng chẳng mấy chốc. Có một cánh tay đã kéo y lại. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía mắt thần đang khép hờ hai mắt, nơi khóe mi đã có hai hàng huyết dịch chậm rãi chảy xuống. Diệp Huyên trầm giọng nói, không sao chứ. Mắt thần khẽ lắc đầu, chỉ hơi mệt. Diệp Huyên gật gật đầu, không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc này, người nghịch hành đột nhiên nói, mắt thần. Ngươi vẫn chưa thể phát huy được toàn bộ sức mạnh trong đôi mắt của mình. Ngươi đã nhận được truyền thừa của Ngự Thiên Thần rồi đúng không? Qua thêm một khoảng thời gian nữa ta sẽ lại đến tìm ngươi, khi đó ta hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nói xong, gã xoay người rời đi. Lúc này, mắt thần đột nhiên nói, ngươi có thể đánh một trận với Diệp Huynh, hắn cũng rất lợi hại. Diệp Huyên. Người nghịch hành dừng bước lại, gã xoay người nhìn về phía Diệp Huyên,
không nói gì. Mắt thần kéo tay Diệp Huyên, Diệp Huynh, đánh gã. Diệp Huyên do dự một chút rồi nói, đầu tiên là vận mệnh chi tử đánh, sau đó là ngươi đánh, bây giờ lại đến lượt ta đánh, người khác nhìn vào có bảo chúng ta cậy đông hiếp yếu không? Mắt thần suy nghĩ một chút rồi đáp, hình như cũng hơi giống. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì người nghịch hành kia đột nhiên xen lời vào, không đâu. Diệp Huyên nhìn về phía người nghịch hành nói, vừa nãy đánh hai người họ ta vẫn chưa dùng lực gì nhiều, người đánh với ta không cần phải thấy nặng lòng gì đâu. Mắt thần ở bên cạnh Diệp Huyên nghe thế liền nhảy vào, đánh gã ngay đi. Diệp Huyên cười cười, sau đó hắn đứng dậy đi về phía người nghịch hành, thế này đi, chúng ta dùng một chiêu phân định thắng bại, ngươi thấy được không? Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, được thôi. Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn người nghịch hành rồi cười nói, đến nay vẫn chưa có ai có thể đỡ được một chiêu kiếm của ta, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Người nghịch hành khẽ gật đầu, ta biết ngươi đang chơi trò khích tướng, vậy ta đồng ý tiếp một chiêu kiếm của ngươi, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Ngươi mà khiến ta thấy thất vọng, ta sẽ giết ngươi. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, hai người bọn họ mặc dù thua ta, nhưng không hề ăn nói hàm hồ, mà ngươi thì từ đầu đến giờ toàn nói năng nhảm nhí, ta ghét nhất là loại người như vậy. Diệp Huyên cười ha ha, vậy ta xuất kiếm nhé. Người nghịch hành gật đầu, đến đây đi. Diệp Huyên đột nhiên bước ra trước một bước, ngón tay trái khẽ gảy một cái. Chỉ chốc lát, dưới sự chứng kiến của vận mệnh chi tử và mắt thần. Người nghịch hành kia im hơi lặng tiếng thối lùi hơn vạn trượng, mà khi gã vừa dừng lại, thời không mấy vạn trượng phía sau gã lập tức hóa thành than cho. Không chỉ thế, cánh tay phải mà người nghịch hành đưa ra đỡ cũng đã nứt toác đến tận bả vai. Thấy cảnh này, mắt thần và vận mệnh chi tử đều hơi bối rối. Chiêu kiếm đó mạnh như vậy sao? Lúc này, Diệp Huyên thu kiếm Thanh Huyên lại, sau đó hắn nhìn người nghịch hành rồi cười nói, chỉ thế thôi à? Chỉ thế thôi à, nghe vậy, vẻ mặt của mắt thần và vận mệnh chi tử đều cứng lại. Người nghịch hành đứng đối diện Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó gã nói ta bất cẩn rồi. Nói xong, ánh mắt của gã rơi vào kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, đã quá xem thường thanh kiếm trong tay ngươi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, xoay người đi đến chỗ mắt thần. Lúc này, người nghịch hành đột nhiên nói, kết thúc rồi à. Diệp Huyên dừng bước lại. Hắn xoay người nhìn về phía người nghịch hành, vừa nãy ta chỉ dùng 3 phần sức mạnh của mình mà thôi. Nếu ta xuất toàn lực, người sẽ chết, hiểu chưa? Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, hình như ngươi không tin. Người nghịch hành gật đầu, bây giờ ngươi dùng toàn lực đi. Diệp Huyên chỉ lắc đầu, bây giờ thì thôi. Người nghịch hành khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười hỏi, ngươi thấy chiêu kiếm vừa rồi của ta thế nào? Người nghịch hành suy nghĩ một chút rồi đáp, rất mạnh. Tuy vừa nãy gã cũng không dùng toàn lực, nhưng không thể phủ nhận rằng chiêu kiếm của Diệp Huyên thật sự rất mạnh, phải biết nếu ban nãy gã giữ sức thêm một chút thì chiêu kiếm đó đã có thể lấy mạng gã. Nhất là khi khí thế và kiếm thế của Diệp Huyên đã khóa cứng gã lại, đây cũng là điều khiến gã không ngờ nhất. Phải biết. Cho dù là vận mệnh chi tử mượn lấy sức mạnh của chư thiên vạn giới cũng không thể áp chế được gã. Phía xa xa, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, với thực lực của ngươi và ta hiện tại thì không thể phân thắng thua trong chốc lát được đâu, không thì thế này, chúng ta hẹn ngày đánh một trận, lúc ấy chúng ta sẽ quyết phân thắng thua, ngươi thấy sao? Nghe vậy, người nghịch hành khẽ nhíu mày, hẹn ngày. Diệp Huyên gật gật đầu, chỉ bằng là 3 tháng sau đi. 3 tháng sau. Ta đánh với ngươi một trận. Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chưa? Ta nói cho ngươi biết, 3 tháng sau có lẽ ta sẽ đạt đến một cấp bậc khác đấy. Diệp Huyên cười nói, không sao, nếu ngươi cảm thấy không đủ thì ta cũng có thể cho ngươi nhiều thêm mấy tháng nữa. Người nghịch hành nhíu mày lại, ngươi tự tin đến vậy à? Diệp Huyên cười ha ha, không phải ta tự tin, mà là ta hy vọng đối thủ của mình đủ mạnh. Chỉ có kẻ vô năng mới mong đối thủ của mình yếu, vì thế ta hy vọng người đánh với mình mạnh thật mạnh càng tốt, dù sao ta cũng vô địch, các ngươi cứ thoải mái. Mọi người. Nghe Diệp Huyên nói thế, mắt thần và vận mệnh chi tử đều trưng ra vẻ mặt kỳ quái.
Vô địch. Chẳng lẽ tên này vô địch thật sao? Tuy Diệp Huyên rất mạnh, nhưng trong cái nhìn của họ, bảo là vô địch thì có hơi quá đáng. Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Gã cũng thấy hơi đau đầu. Chẳng phải vẫn chưa phân thắng bại à? Vậy sao nghe như mình đã thua rồi vậy? Mệt lòng ghê. Phía xa xa, Diệp Huyên đi tới trước mặt mắt thần rồi cười nói, chúng ta đi thôi. Vận mệnh chi tử do dự một lúc rồi nói, Diệp Huynh, tinh mạch kia. Diệp Huyên quay đầu liếc nhìn người nghịch hành rồi cười nói, tinh mạch kia ta đưa cho ngươi vậy. Nhớ kỹ đấy, ngươi nợ ta một ân tình. Vận mệnh chi tử. Người nghịch hành khẽ nhíu mày, hình như vốn dĩ nó đã. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn dẫn mắt thần biến mất tại chỗ. Người nghịch hành nhíu mày chặt hơn. Vận mệnh chi tử do dự một lúc rồi cũng xoay người rời đi. Người nghịch hành đứng yên tại chỗ, im lặng một lát rồi mới thốt lên, cái quái gì vậy? Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh gã. Người đến chính là Mạch Vương Ma Mạch Cổ Khâm. Cổ Khâm nhìn về phía người nghịch hành, khẽ hỏi, tại sao không giết bọn chúng? Người nghịch hành trầm mặc một lát rồi nói, ta không tranh nhất thời. Nghe vậy, Cổ Khâm ngẩn người, chẳng mấy chốc, trên mặt lão ta lộ ra một nụ cười. Không tranh nhất thời. Tuy lão ta hy vọng người nghịch hành giết quách ba tên nhóm vận mệnh chi tử kia đi, nhưng sau khi nghe được câu trả lời của gã, lão ta cũng thấy rất vui. Tại sao? Bởi vì mục tiêu của người nghịch hành không phải là phân thắng bại trong một chốc, mà là đại đạo trong tương lai. Như nghĩ đến điều gì đó, Cổ Khâm đột nhiên nói, ngươi thấy kiếm tu vừa nãy thế nào? Người nghịch hành im lặng một lúc rồi đáp, ta không biết có phải chiêu kiếm vừa rồi của hắn thật sự chỉ mới dùng 3 phần thực lực hay không? Cổ Khâm hỏi, nếu đúng vậy thì sao? Người nghịch hành nhẹ giọng nói, chiêu kiếm đó rất mạnh, nhưng điểm mấu chốt là nhờ thanh kiếm kia, thanh kiếm đó có thể xé nát lực lượng, nghịch hành, của ta. Cổ Khâm trầm mặc một lát rồi nói, từ khi nào Thánh Mạch lại thu nhận được một yêu nghiệt như thế? Lúc này, người nghịch hành nhìn nhẫn chứa đồ trong tay mình, ta muốn bế quang một quãng thời gian, 3 tháng sau ta sẽ đi tìm hắn. Nói xong, gã đã xoay người biến mất. Cổ Khâm quay đầu lại nhìn, khẽ thở dài trong lòng. Truyền thừa của cường giả hóa tự tại. Lão ta đã biết chuyện truyền thừa của cường giả hóa tự tại rơi vào trong tay Thánh Mạch, không thể không nói, thật sự rất đáng tiếc. Nhưng khi nghĩ đến người nghịch hành, lão ta lại thấy không còn tiếc gì nữa. Hóa tự tại. Người nghịch hành sắp đạt đến hóa tự tại rồi, chỉ còn lại vấn đề thời gian thôi. Một lát sau, Cổ Khâm rời đi. Chấm chấm chấm. Thánh Mạch, trong đại điện. Diệp Huyên, vận mệnh chi tử và cả mắt thần đều đứng trong đại điện, trước mặt bọn họ là 3 người mục thần. Mấy người bọn họ vẫn luôn quan sát tình hình trong thế giới dưới lòng đất kia, bởi vậy chuyện gì xảy ra bọn họ đều biết cả. 3 người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không thể không nói, lúc này trong lòng cả 3 đều thấy khá phức tạp, ban đầu bọn họ cho rằng vận mệnh chi tử có thể đánh ngang tay được với người nghịch hành. Nhưng rốt cuộc lại khiến họ thất vọng rồi. Vận mệnh chi tử bị người nghịch hành đánh áp đảo hoàn toàn. Là áp đảo đúng nghĩa đen. Nếu không nhờ Diệp Huyên đứng ra, e là Thánh Mạch đã mất hết mặt mũi. Lúc này, Mạch Chủ Hư Xung đột nhiên nhìn về phía vận mệnh chi tử, cười hỏi, bị đả kích chưa? Vận mệnh chi tử trầm mặc. Hư Xung khẽ thở dài, nếu mới chịu chút đả kích ấy mà đã nhụt chí phủ định bản thân. Sau này lại chỉ nhận về chuỗi thất bại liên tiếp, người sẽ bị vận mệnh vứt bỏ nhanh thôi, hiểu chưa? Vận mệnh chi tử gật đầu. Hư Xung lại nói, là đàn ông thì không sợ thất bại, chỉ sợ không có dũng khí bắt đầu lại từ đầu. Vận mệnh chi tử nhìn về phía Hư Xung, sư tôn yên tâm, ta sẽ không buông bỏ. Hư Xung gật đầu, vậy thì tốt. Nói rồi, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, cười nói, không thể không nói. Người khiến tất cả chúng ta đều bất ngờ. Diệp Huyên cười đáp, Mạch Chủ, ta có một thắc mắc nho nhỏ. Hư Xung gật đầu, người hỏi đi. Dưới lòng đất này vẫn còn thế giới khác sao? Đừng nói là ngươi, đến cả chúng ta cũng thấy hơi kinh ngạc. Chỉ là không biết thế giới này là do Ngự Thiên Thần mở ra hay là nó vốn dĩ đã tồn tại.
Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có gì khác nhau sao? Hư Sung cười nói, nếu là ngự thiên thần mở ra thì vùng thế giới kia cũng không có gì thần bí. Nhưng nếu nó còn tồn tại trước cả ngự thiên thần. Nói đến đây, ông ta không tiếp lời nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên đã rõ. Nếu vùng thế giới kia có trước cả ngự thiên thần thì có nghĩa là có thể có người khác đã mở nó ra, mà thế giới dưới lòng đất kia thật sự không đơn giản. Lúc xuống đó, hắn đã cảm nhận được trọng lực khủng bố ở đấy, muốn mở ra một thế giới dưới lòng đất thế kia thì phải chống chịu bao nhiêu trọng lực đây. Nói cách khác, ngự thiên thần không phải là cường giả hóa tự tại sớm nhất. Lúc này, Hư Sung đột nhiên nói, theo tình hình trước mắt, thực lực của người nghịch hành đã không thua gì niệm thông cảnh. Nếu để gã tiến thêm bước nữa, e là sẽ không có đối thủ nào trong niệm thông cảnh cả. Mà một khi lúc đó đến, cục diện cân bằng hiện tại của đại ma thiên vực của chúng ta sẽ bị đánh vỡ ngay lập tức, chúng ta sẽ bị ma mạch áp chế, thậm chí là tiêu diệt. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người trong điện đều trở nên nghiêm trọng. Bây giờ thánh mạch so với ma mạch đang là thế 4-6, mà sở dĩ như vậy là vì có người nghịch hành, nhưng nếu người nghịch hành kia tiến bộ thêm một bước nữa, thì khi đó không chỉ còn là thế 4-6 nữa. Chỉ một người thôi cũng thật sự có thể nghịch được cả một thế cuộc. Đúng lúc này, Hư Sung đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, mí mắt Diệp Huyên giật lên, mạch chủ. Ông nhìn ta làm gì? Hư Sung chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta trầm giọng nói, tiểu tử, sự sống còn của cả thánh mạch ta đều ở trên người ngươi rồi đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười, mạch chủ, ông đừng có đùa với ta. Hư Sung quay đầu nhìn về phía mục thần trầm mặc một lát rồi nói, chúng ta có thể cho hắn được cái gì? Trong mắt Diệp Huyên ánh lên một tia kinh ngạc, người phụ nữ này nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng. Người thánh mạch có thể cho hắn được gì? Hắn và thánh mạch có giao tình gì không? Chắc chắn là không. Hắn khác với mắt thần và vận mệnh chi tử, hắn tu luyện đến nay chưa từng dựa vào chút tài nguyên gì của thánh mạch cả. Ngược lại còn kéo hòa một trận giúp thánh mạch. Tất nhiên mục đích của hắn cũng đơn giản thôi, chỉ là muốn mở mang kiến thức về các loại cường giả nơi đây, từ đó tôi luyện lại bản thân. Nhưng hắn cũng không hề muốn dính líu gì đến ân oán giữa thánh mạch và ma mạch. Liều mạng giúp thánh mạch ấy hả? Hắn cũng đâu có rảnh đến mức đó. Lúc này, Hư Sung nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn cái gì? Diệp Huyên cười hỏi ngược lại, phải nói là thánh mạch có thể cho ta được gì? Hư Sung trầm giọng nói, tài nguyên tu luyện, chúng ta có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện khổng lồ. Diệp Huyên im lặng. Khỏi phải nói, bây giờ đúng là hắn rất khiếm khuyết tài nguyên tu luyện, đến cảnh giới này rồi, mỗi lần tu luyện đều cần một lượng linh khí khổng lồ, tuy hắn có không ít vô lượng thần tinh, nhưng vẫn không đủ để tu luyện mấy ngày ở trong tiểu tháp. Lúc này, Mục Ca ở một bên đột nhiên nói, không chỉ tài nguyên tu luyện, chúng ta còn có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều cách tu luyện đặc biệt, thậm chí ba người chúng ta cũng có thể giúp ngươi tu luyện. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cho các chuyên gia nghiên cứu các vấn đề ngươi gặp phải, từ đó đưa ra cách giải quyết và cải thiện. Nói tóm lại, chúng ta có thể dốc hết toàn bộ lực lượng để phục vụ cho ngươi, giúp ngươi đạt đến cực hạn. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Ca, như vậy cũng được à? Mục Ca gật đầu, được chứ? Diệp Huyên nhìn về phía Mục Thần. Mục Thần khẽ gật đầu, thánh mạch ta đã truyền thừa nhiều năm như vậy, chúng ta có rất nhiều phương pháp tu luyện đặc biệt. Tất nhiên chúng ta biết ngươi là kiếm tu, cũng có con đường kiếm đạo của riêng mình, chúng ta sẽ không cưỡng ép ngươi học theo, chúng ta chỉ sẽ hỗ trợ, giúp đỡ ngươi đạt đến cực hạn. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể thử xem. Thành thật mà nói, hiện tại hắn cũng muốn đạt đến cực hạn của bản thân, lúc trước đánh với người nghịch hành, tuy chỉ giao thủ một chiêu. Nhưng hắn phát hiện bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Chiêu kiếm đó hắn chưa sử dụng huyết mạch chi lực, chỉ vẻn vẹn dùng khí thế cùng kiếm thế, nhưng hắn đã có một lợi thế là dùng kiếm thanh huyên, hơn nữa người nghịch hành kia còn đang sơ suất khinh thường hắn. Nếu đối phương cẩn thận hơn, thật sự hắn không chắc mình có thể xé nát được một tay của đối phương được hay không. Lúc này, Hư Sung ở một bên đột nhiên nói, thời gian của chúng ta không nhiều. Bây giờ lập tức bắt đầu huấn luyện công kích với ngươi vậy, thánh mạch ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, giúp ngươi chiến thắng được người nghịch hành kia trong trận chiến 3 tháng sau. Nói xong, ông ta liếc nhìn Mục Ca hiểu ý, nhanh chóng mở tay ra, một chiếc lệnh bài liền xuất hiện. Thoáng chốc, đã có ba ông lão choàng áo đen xuất hiện trong điện.
Hư Sung nhìn về phía Diệp Huyên, trước hết chúng ta bắt đầu từ chiến đấu nhé. Chiêu kiếm lúc trước ngươi dùng với người nghịch hành chủ yếu là thiên về khí thế cùng kiếm thế, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Hư Sung quay đầu nhìn ba ông lão kia, ba người này là thái thượng trưởng lão của Thánh Mạch, theo thứ tự là Mộc trưởng lão, Thần trưởng lão, Khâu trưởng lão, trong khoảng thời gian này, ba người họ sẽ đến huấn luyện cho ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía ba người, hơi thi lễ, làm phiền các vị. Mộc trưởng lão dẫn đầu đưa mắt nhìn Diệp Huyên, người biết có mấy loại thế không? Diệp Huyên lắc đầu. Mộc trưởng lão nghiêm giọng nói, chỉ ít mấy trăm loại. Diệp Huyên. Mộc trưởng lão tiếp tục nói, người chủ yếu dùng kiếm thế và khí thế, cũng gần như đã đạt được cực hạn của hai loại thế này rồi, hiện tại chúng ta kiến nghị ngươi có thể mượn thế. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, mượn thế. Mộc trưởng lão gật đầu, thế của bản thân chung quy đều có cực hạn, nhưng nếu mượn thế thì lại có thể tạm thời phá vỡ cực hạn đó. Mượn thế của thời không, mượn thế của chư thiên vạn giới. Nếu như cơ duyên đến, ngươi thậm chí có thể mượn thế ở ngoài để đột phá bản thân. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, làm sao mượn? Mộc trưởng lão cười đáp, cũng đơn giản thôi. Diệp Huyên hơi ngẩn người, đơn giản à? Mộc trưởng lão gật đầu, thánh mạch ta truyền thừa nhiều năm như vậy, tất nhiên có không ít công pháp thần thông rồi. Nói xong, ông ấy nhìn Hư Sung ở bên cạnh, mạch chủ, ta muốn dùng tất cả tài nguyên trong tông. Hư Sung khẽ mỉm cười, được thôi, bắt đầu từ lúc này, hết thảy tài nguyên trong tông môn đều tùy ý ngươi sử dụng, không chỉ thế, tất cả mọi người cũng sẽ phối hợp giúp đỡ, bao gồm cả ta. Một lát sau, toàn bộ thánh mạch đều được điều động. Thánh mạch không thể không giúp Diệp Huyên đột phá, một khi Diệp Huyên đánh không lại người nghịch hành thì thánh mạch sẽ bị áp chế hoàn toàn, chuyện này là một đòn vô cùng chí mạng đối với thánh mạch. Mà hiện tại Diệp Huyên cũng cần có người giúp bản thân phát hiện ra chỗ nào chưa ổn. Bây giờ hắn đang đi một con đường hoàn toàn mới, trên phương diện đại đạo thì người khác không giúp được hắn, nhưng lại có thể giúp hắn ở những điều vụn vặt và chi tiết. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu học cách làm sao mượn thế. Thật ra mượn thế này cũng có chỗ kỳ diệu giống với lời hiệu triệu giúp đỡ từ chư thiên vạn giới của vận mệnh chi tử, có điều chúng khác nhau ở chỗ hắn lấy bản thân làm trung tâm, cũng chính là dựa vào khí thế cùng kiếm thế của bản thân để điều động mượn thế, còn vận mệnh chi tử thì hoàn toàn ỷ vào lực lượng của chư thiên vạn giới. Thế nên sau khi người nghịch hành phá tan lực lượng chư thiên vạn giới xong, vận mệnh chi tử như sói mất nanh, chỉ có thể mặc người sâu xé. Trong tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh hắn không xa là ba thái thượng trưởng lão. Mộc trưởng lão nói, điển pháp đại đạo chúng ta vừa truyền thụ cho ngươi là một tâm pháp ngưng tụ thế của thánh mạch, trong tông môn chúng ta, nó là công pháp xếp thứ hai đấy, bây giờ ngươi học tập đi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, xếp thứ hai, thế đứng đầu là gì? Mộc trưởng lão do dự một chốc rồi nói, cũng không phải là không muốn truyền thụ cho ngươi. Nhưng tâm pháp đứng đầu kia e là ngươi không tu luyện được. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Mộc trưởng lão trầm giọng nói, bởi vì tâm pháp đứng đầu đó có một yêu cầu vô cùng hà khắc, chính là đương lúc ngươi ngưng thế thì cần phải dao động trong thời không. Không phải chỉ một tầng hai tầng thời không, mà là vô số tầng, trong tình huống đó, ngươi rất khó ngưng tụ thành công được, e là một lần ngưng thế thôi cũng phải mất đến nửa tháng. Dao động trong thời không. Diệp Huyên trầm giọng nói, muốn mượn thế trong chư thiên vạn giới thì phải dao động qua vô số thời không, đúng không? Mộc trưởng lão gật đầu, điển pháp đại đạo này thì đơn giản hơn một chút, tất nhiên tác dụng của nó cũng nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì điển pháp này chỉ có thể cho ngươi mượn thế từ một vài thế giới gần đây. Thật ra hai tâm pháp này đều cùng một người sáng chế ra, mà lúc trước vị tiền bối kia sáng tạo ra tâm pháp này cũng bởi vì bộ tâm pháp trước quá mức hà khắc. Người bình thường căn bản không thể tu luyện thành, bởi vậy ông ấy mới sáng tạo ra điển pháp đại đạo này. Diệp Huyên cười nói, cho ta cuốn tâm pháp đứng đầu kia đi. Mộc trưởng lão do dự một lát rồi nói, chuyện này. Ta sợ sau khi ngươi tu luyện xong rồi đến lúc cần lại không sử dụng được, thế sẽ phí thời gian lắm. Diệp Huyên cười nói, không sao đâu, cứ đưa cho ta. Bỏ qua thời không? Kiếm thanh huyên của hắn chẳng phải có thể bỏ qua tất cả thời không sao? Mộc trưởng lão nhìn Diệp Huyên một cái rồi cũng không từ chối nữa, ông ấy bấm tay một cái,
một tia sáng trắng liền chui vào giữa hàng mày của Diệp Huyên. Ầm. Trong nháy mắt, vô số thông tin tràn vào trong đầu Diệp Huyên. Thần pháp đại đạo. Đây chính là một tâm pháp tụ thế, không thể không nói, nó có chút kinh khủng, theo như miêu tả, sau khi tu luyện thành công, người tu luyện có thể ngưng tụ thế từ khắp chư thiên vạn giới trong nháy mắt. Nhưng nó cũng rất hà khắc, đầu tiên, người sử dụng phải vượt qua được bức tường thời không của chư thiên vạn giới. Mà khi trước vị tiền bối kia sáng tạo ra bộ công pháp này cũng là vì ông ấy có thần thể thời không, ông ấy không thể bỏ qua thời không được, nhưng lại có thể hòa làm một với rất nhiều thời không khác nhau. Mà Diệp Huyên hắn lại có thể bỏ qua mọi loại thời không, như vậy còn đáng sợ hơn thể chất thời không rất nhiều. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu thần pháp đại đạo, dưới sự giúp đỡ của Mộc trưởng lão, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh như gió. 10 ngày sau, Diệp Huyên liền bắt đầu tụ thế. Trong tinh không, Diệp Huyên nhắm hờ hai mắt, sau một lúc trầm mặc rất lâu, hắn đột nhiên mở bừng hai mắt ra, đến đấy. Hắn vừa cất giọng, trong phút chốc vô số thời không bắt đầu rung lên kịch liệt, ngay sau đó, từng luồng thế cực kỳ kinh khủng dâng lên từ trong thời không xung quanh Diệp Huyên, rồi lại như sông đổ về biển mà ùa vào trong kiếm Thanh Huyên trên tay hắn. Thế vô cùng vô tận. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt ba người Mộc trưởng lão đều trở nên nghiêm túc. Tốc độ tụ thế quá nhanh. Thần trưởng lão bên cạnh Mộc trưởng lão nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, kiếm này có thể chịu đựng nổi sao? Mộc trưởng lão cũng liếc nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, chắc là không có vấn đề gì. Trong tinh không, kiếm Thanh Huyên bắt đầu khẽ rung lên, mà các vùng thời không xung quanh Diệp Huyên đúng lúc này chợt sôi sục lên. Không chỉ thế, bốn phía còn có thế vô cùng vô tận đang không ngừng tràn về phía hắn. Lúc này đây, khí thế bên trong kiếm Thanh Huyên đã đạt đến mức vô cùng khủng bố. Diệp Huyên đưa ngón cái chặn ngang trên cán kiếm Thanh Huyên, hắn vẫn khép hờ hai mắt, không hề xuất kiếm. Hắn muốn xem thử cực hạn của bản thân ở đâu. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện hắn căn bản không có cực hạn, không, phải nói là kiếm Thanh Huyên không có cực hạn. Những thế kia tràn vào trong kiếm Thanh Huyên cứ như sông đổ về biển. Nhận thấy được điều này, Diệp Huyên hơi cong cong khóe miệng. Hắn lấy kiếm Thanh Huyên làm vật trung gian để ngưng thế, nói cách khác, chỉ cần kiếm Thanh Huyên có thể chịu đựng được, vậy thì hắn có thể ngưng tụ vô hạn thế. Vật dẫn là kiếm Thanh Huyên có thể chứa được bao nhiêu, hắn có thể ngưng tụ được bấy nhiêu. Mà trước mắt, kiếm Thanh Huyên không có hạn mức tối đa. Lúc này, tinh không xung quanh chợt sôi sục lên dữ dội, vô số ngôi sao bắt đầu tắt sáng. Ở một bên, sắc mặt ba người Mộc trưởng lão đều thay đổi. Giờ phút này cả ba người bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, các thời không xung quanh Diệp Huyên bắt đầu bốc cháy, sau đó biến mất. Mảnh thời không này đã không còn chịu nổi thế mà hắn mượn đến. Lúc này, Mộc trưởng lão ở một bên do dự hỏi, vẫn chưa đến cực hạn sao? Cực hạn. Diệp Huyên nhìn về phía Mộc trưởng lão, cười đáp, ta chỉ mới bắt đầu thôi. Mộc trưởng lão. Lúc này, Khâu trưởng lão ở một bên đột nhiên nói, không thể mượn tiếp nữa. Diệp Huyên có chút không rõ tại sao. Khâu trưởng lão trầm giọng nói, nếu ngươi còn mượn nữa thì sẽ tổn hại đến bản nguyên của rất nhiều thế giới. Diệp Huyên cảm nhận một chút, quả nhiên như Khâu trưởng lão nói. Nếu hắn tiếp tục mượn thêm nữa thì thật sự sẽ gây hại đến bản nguyên của những thế giới này. Diệp Huyên hơi suy nghĩ một chút, khi đang định cắt đứt liên hệ với các thế giới kia thì thần trưởng lão ở bên chợt lên tiếng, khoan đã. Diệp Huyên nhìn về phía thần trưởng lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, bây giờ ngươi có thể cảm thụ một chút thế của chư thiên vạn giới này, sau đó phân tích thử chỗ khác nhau giữa chúng cùng kiếm thế và khí thế của cá nhân ngươi. Cuối cùng lại ngẫm thử có thể dung hợp ba thế đó với nhau lại được không, từ đó tạo thành một loại thế mới. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Đúng vậy. Mục đích thật sự của hắn là gì? Là hy vọng những thế này có thể giúp hắn đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó cảm nhận những luồng thế vô cùng vô tận này. Những luồng thế này khác gì so với của bản thân hắn? Chẳng mấy chốc. Diệp Huyên đã phát hiện ra trọng điểm trong đó, chính là thế của hắn rất đơn độc, khí thế, lẫn, kiếm thế của hắn đều rất đơn độc, không có thêm thắt bất kỳ thế nào khác,
mà thế, của chư thiên vạn giới này lại không như vậy, chúng vô cùng phong phú, không phải chỉ lẻ loi từng luồng, chúng đã tự ngưng tụ với nhau lại thành một hợp thể. Dung hợp. Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó hắn bắt đầu thử cho thế của chư thiên vạn giới này hòa làm một với thế của mình. Nhưng hắn phát hiện điều này rất khó. Hai loại thế hoàn toàn khác nhau rất khó dung hợp được. Lúc này, thần trưởng lão đột nhiên hỏi, gặp khó khăn. Diệp Huyên gật đầu. Thần trưởng lão trầm mặc một lát rồi nói, ngươi có thể thử dung hợp với chúng, chứ không nhất thiết phải để chúng đến dung hợp với mình. Diệp Huyên hơi ngẩn người, vậy cũng được. Thần trưởng lão nói, thử đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu thử để kiếm thế cùng khí thế của mình hòa vào thế chư thiên vạn giới kia. Hắn phát hiện, khi thế của hắn chủ động dung hợp với thế của chư thiên vạn giới thì lại không gặp phải sự bài xích nào, chúng còn để hắn chủ động hòa vào cùng nữa. Diệp Huyên nhìn thần trưởng lão với ánh mắt nghi hoặc, thần trưởng lão trầm ngâm một lúc rồi nói, chư thiên vạn giới chứa đựng tất cả, cũng chứa đựng cả ngươi, mà ngươi thì không thể chứa đựng chư thiên vạn giới. Cũng giống như biển rộng có thể chứa được sông lớn, nhưng sông lớn làm sao chứa được cả một biển khơi. Diệp Huyên im lặng. Thần trưởng lão lại nói, mấy ngày này tiếp xúc với ngươi, ba người chúng ta phát hiện kiếm đạo của ngươi rất đặc biệt, căn bản không phải phá vòng bình thường, sự khác thường đó chúng ta chưa từng gặp. Nói đến đây, ông ấy dừng một chút rồi lại nói, nhưng đại đạo của thiên hạ này đều là trăm sông đổ về một biển. Chúng ta cho ngươi một lời khuyên, đó là trong quá trình tu luyện, đừng quá mức chú trọng vào bản thân, ngươi cũng có thể thử tiếp xúc với đất trời này một chút. Người nghịch hành kia là đi ngược lại với đất trời, con đường của gã trái ngược hoàn toàn với đại đa số người tu luyện, phương thức tu luyện đó khó hơn vô số lần, tất nhiên, thực lực cũng sẽ mạnh hơn vô số lần. Diệp Huyên bỗng hỏi, ý tiền bối là muốn ta thuận theo thiên đạo. Thần trưởng lão do dự một chốc rồi gật đầu, ta biết ngươi có thể sẽ thấy hơi phản cảm, dù sao bình thường ai có năng lực cũng đều muốn nghịch thiên, hơn nữa nếu thuận theo thiên đạo thì sẽ khiến bản thân cảm thấy đang phải khuất phục. Diệp Huyên vội lắc đầu, không không, tiền bối hiểu lầm rồi, ta không có cảm giác đó đâu. Thiên đạo. Tất nhiên hắn không hề ghét thiên đạo, đùa gì vậy, niệm tỷ là thiên đạo ngũ duy đấy. Thần trưởng lão ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, theo ta được biết, có rất nhiều thiên đạo vô cùng tốt, thường thì toàn thấy một vài sinh linh thích tự làm theo ý mình, gì mà nghịch thiên nghịch địa. Cá nhân ta thấy rất ghét loại người này, thiên đạo người ta bình thường gánh vác hết mọi chuyện, vậy mà có rất nhiều sinh linh rảnh rỗi lại đi gây sự với người ta. Toàn là một lũ ăn no rừng mỡ. Vừa dứt lời, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên, một khắc sau, một luồng thế vô cùng vô tận tuôn ra từ trong thân kiếm. Sau đó chui thẳng vào cơ thể Diệp Huyên. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân Diệp Huyên liền đạt đến cực hạn, mà ba người thần trưởng lão trước mặt hắn cũng bị chấn bay ra ngoài mấy vạn trượng. Không chỉ thế, trong tinh không mịt mờ xung quanh, vô số tinh thần chi lực tựa thủy triều dâng, ồ ạt kéo về phía Diệp Huyên. Ban đầu Diệp Huyên ngây người ra, nhưng một khắc sau hắn đã vội cầm kiếm chĩa lên trời, Diệp Huyên ta nguyện cùng thiên đạo không đội ti a. À nhầm không phải. Ta nguyện cùng thiên đạo sống chết có nhau. Cùng sống, cùng chết. Ba người thần trưởng lão. Tác giả có lời muốn nói, có người hỏi tôi nếu đột nhiên có trong tay vài tỷ thì sẽ làm gì. Tôi nghĩ một hồi lâu rồi cũng chọn viết chuyện tiếp, dù sao viết chuyện là đam mê của tôi, nếu không viết nữa thì đời này còn nghĩa lý gì. Nghe Diệp Huyên nói vậy, thần trưởng lão và hai người còn lại sửng sốt. Người này nói vậy cũng được sao? Nhưng mấu chốt ở chỗ họ không ngờ rằng thiên đạo của chư thiên vạn giới cũng sẽ ủng hộ Diệp Huyên. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là thiên đạo của chư thiên vạn giới công nhận hắn. Chẳng lẽ nịnh bợ cũng có tác dụng với thiên đạo ư? Ba người nhìn nhau đầy khó tin. Diệp Huyên đứng ở xa chỉ cong môi cười. Có thế và kiếm thanh huyên cùng bao bọc lấy người hắn quả thật mang lại khác biệt rất lớn. Bởi vì thiên đạo của chư thiên vạn giới xem như đã công nhận hắn rồi. Quyền thần điển đại đạo mà hắn tu luyện kia tương đương với cưỡng chế mượn thế của chư thiên vạn giới. Đối với người trần mắt thịt, thiên đạo có lẽ vô cùng hùng mạnh, nhưng với cường giả đã đạt đến cấp bậc như họ thì lại không là gì cả. Vì vậy, khi Diệp Huyên muốn mượn thế, thiên đạo của chư thiên vạn giới căn bản không dám không cho.
Nhưng hiện nay thì khác, thiên đạo không chỉ thừa nhận mà còn chủ động giúp đỡ hắn, khác biệt rõ ràng về bản chất. Nhưng Diệp Huyên cũng không biết mọi việc trên đời đều có nhân quả, có vay phải có trả. Hắn đưa tay ra ấn nhẹ xuống, khiến toàn bộ thế biến mất trong nháy mắt. Hắn quyết định không vung kiếm thử một chút, bởi làm vậy e rằng có thể phá sập toàn bộ đại ma thiên vực này. Thần trưởng lão thấp giọng lên tiếng, người quả thật khiến chúng ta bất ngờ. Diệp Huyên cười, tiền bối, tiếp theo chúng ta luyện gì đây? Thần trưởng lão nhìn hắn, dường như ngươi không sợ người nghịch hành. Diệp Huyên hỏi lại, vì sao phải sợ? Thần trưởng lão nhìn hắn một rồi, khẽ mỉm cười, phải, người nghịch hành không có gì đáng sợ. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện thực chiến. Nói xong, ông ta nhìn sang Khâu trưởng lão, người sau gật đầu, vươn tay để lộ một khối ma phương nhỏ bằng thủy tinh. Diệp Huyên tò mò, đây là gì? Khâu trưởng lão, là một thế giới hư ảo tách biệt, bên trong do vô số trận pháp tạo nên, rất thích hợp để luyện thực chiến. Diệp Huyên cười, tốt quá. Sau đó bốn người bước vào ma phương. Diệp Huyên quan sát thế giới bên trong, quả nhiên là hư ảo, có nghĩa là hắn có thể phá hỏng thế nào tùy thích. Diệp Huyên hỏi ba người kia, đối thủ của ta là ai? Thần trưởng lão, là chúng ta. Diệp Huyên ngẩn ra, cả ba vị. Thần trưởng lão gật đầu, người phải lấy một địch ba. Diệp Huyên cười, được thôi. Vừa dứt lời, hắn đã vung tay, để kiếm Thanh Huyên rời vỏ chém ra. Nói là làm. Kiếm vừa lao tới, thần trưởng lão đã biến mất tại chỗ. Một khắc sau, kiếm Thanh Huyên bị một bàn tay khổng lồ chụp lại. Diệp Huyên cũng đồng thời bị một quyền ấn chạm vào giữa trán. Đồng tử hắn rụt lại, khẽ động tâm niệm, để vô số kiếm khí bắn ra từ thân thể. Kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên bị đẩy lui hơn mấy vạn trượng, chưa kịp dừng lại thì đã bị quyền ấn thứ hai đánh vào ngực. Bùm! Chỉ trong phút chốc, thân xác hắn đã vỡ tan, để lại mỗi linh hồn. Diệp Huyên ngu người. Thần trưởng lão ở nơi xa hỏi, có phải ngươi cho rằng chúng ta rất yếu? Diệp Huyên cười gượng. Không phải, ta chỉ không ngờ ba vị tiền bối đều là niệm thông cảnh. Thần trưởng lão gật đầu, khi chúng ta đạt đến cảnh giới này, bọn hư xung cũng còn nhỏ như ngươi. Diệp Huyên. Mộc trưởng lão thấp giọng nói, chúng ta không biết sức mạnh của người nghịch hành kia đến đâu, chỉ biết chắc chắn rằng y đang ẩn giấu rất sâu, thậm chí có lẽ đã đạt đến niệm thông. Khâu trưởng lão, hoặc đã đến đạo minh cảnh. Đạo minh. Lời này khiến Mộc trưởng lão và thần trưởng lão rơi vào im lặng. Họ không muốn tiếp tục suy nghĩ theo phương hướng này chút nào. Khâu trưởng lão nói với Diệp Huyên, tiểu tử, khi đối mặt gã, ngươi cảm thấy gì? Phải nói thật, không được ba hoa. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, sâu không lường được. Sâu không lường được. Khâu trưởng lão, ngươi lại không cảm thấy thế khi đối mặt ba chúng ta, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Sắc mặt ba người kia thoát cái trở nên trầm trọng. Một hồi sau, Khâu trưởng lão thở dài, tiểu tử, nếu ngươi không muốn dây vào vũng nước đục này, chúng ta sẽ không ngăn cản. Không phải chúng ta lạt mềm buộc chặt hay khích tướng, ngươi hoàn toàn có thể rời đi. Thần trưởng lão và Mộc trưởng lão đồng loạt nhìn ông ta, nhưng Khâu trưởng lão chỉ nhìn Diệp Huyên với vẻ phức tạp, hắn có tài năng ngút trời, nếu đối mặt với người nghịch hành bây giờ rất có thể sẽ bỏ mạng lúc tuổi trẻ. Thánh mạch ta không thể hãm hại người khác như vậy được. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Diệp Huyên. Hắn không ngờ ông lão này sẽ nói vậy. Mộc trưởng lão và thần trưởng lão đều im lặng. Khâu trưởng lão nói, tự ngươi quyết định. Diệp Huyên cười, ta đánh. Khâu trưởng lão, vì sao? Diệp Huyên, vì ta cũng muốn xem ta có thua kém ai trong thế hệ trẻ không. Thế hệ trước mạnh hơn hắn đều không thành vấn đề. Nhưng thế hệ trẻ mạnh hơn thì đúng là vấn đề của hắn. Hắn không cho rằng mình là người đứng đầu thế hệ trẻ, nhưng cũng không cho rằng mình thua kém ai cả. Hắn vốn có thể đưa ba ông lão vào tiểu tháp để cùng tu luyện, khi ấy thì chỉ cần ba tháng sau, hắn tự tin có thể chém chết bất kỳ cường giả đạo minh cảnh nào. Nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì người nghịch hành kia quang minh lỗi lạc, nên hắn muốn đánh một trận công bằng. Diệp Huyên cũng có lòng tự tôn của mình. Ngươi chơi xấu, ta cũng chơi xấu, ngươi quang minh lỗi lạc, ta cũng sẽ không làm tiểu nhân.
hắn có thể thua về sức mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không thua về cốt khí. Nghe hắn nói vậy, Khâu trưởng lão gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên đắp lại thân xác, tiếp tục đại chiến với ba ông lão. Nếu đánh một chọi một, hắn tuyệt đối không thua, nhưng một chọi ba thì hắn ăn đòn như người, căn bản không có sức chống trả. Bởi ba người kia đều là siêu cường giả đứng đầu đại ma thiên vực. Một khi họ liên thủ thì Diệp Huyên ngay cả một cơ hội cũng không có. Nhưng hắn cũng có tiến bộ, không còn lúc nào cũng lấy cứng đối cứng nữa mà đã biết câu kéo. Vừa đánh vừa kéo giúp hắn không còn bị đánh đến thảm thương nữa. Chấm chấm chấm. Trước một đại điện nọ, mắt thần ngẩng đầu nhìn trời, đôi mày khẽ nhíu, không biết đang nghĩ gì. Bỗng vận mệnh chi tử xuất hiện cạnh y. Hắn ta ngẩng đầu nhìn chân trời, hắn không đánh lại người nghịch hành kia. Mắt thần nhìn sang, vì sao? Vận mệnh chi tử, khi giao thủ với gã, ta cảm nhận được gã vẫn còn giấu giếm rất nhiều sức mạnh. Chúng ta quả thật còn kém xa gã. Mắt thần cười, ta thấy ý kiến của Minh Đài huynh không đúng. Vận mệnh chi tử nhìn lại, ý kiến nào? Mắt thần nhẹ giọng nói, ngày ấy ta cũng bại dưới tay người nghịch hành, nhưng ta không cho rằng bản thân thua kém gã. Vận mệnh chi tử, vì sao? Mắt thần cười, ta thừa nhận gã rất mạnh, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không phủ nhận chính mình. Hiện giờ đánh không lại, chẳng lẽ cả đời cũng không đánh lại? Nếu chúng ta tự phủ nhận bản thân, cho rằng mình không thể thắng gã, thì cả đời này đều sẽ không bằng gã. Vận mệnh chi tử im lặng. Mắt thần nhìn vào hư không, ta cho rằng Diệp huynh có thể thắng. Vận mệnh chi tử, dựa vào đâu? Mắt thần, Diệp huynh nói, hắn chưa từng thua trận. Vận mệnh chi tử cau mày, ngươi tin? Mắt thần gật đầu, tin chứ? Vận mệnh chi tử càng nhíu mày sâu hơn, dựa vào đâu mà ngươi tin? Mắt thần ngẫm nghĩ một hồi, ta nghĩ thiên tài yêu nghiệt như Diệp huynh chắc chắn không thèm nói dối. Hắn nói từ trước đến nay đều vô địch, ta sẽ tin đó là thật. Y nhìn vận mệnh chi tử, trước kia hắn từng chém ra một kiếm khiến người nghịch hành bị thương. Huynh cho rằng kiếm tu tuyệt đại như vậy sẽ nói dối ư? Vận mệnh chi tử không nói. Mắt thần tiếp tục, ban đầu ta cũng cho rằng Diệp huynh chỉ đang lòe người, nhưng sau đó ta nhận ra thế nhân chỉ thấy hắn lòe người, không phát giác được trí tuệ của hắn. Huynh xem, ta đi theo hắn thôi mà đã có được truyền thừa của một cường giả hóa tự tại cảnh. Nếu tiếp tục theo hắn, về sau ta chắc chắn sẽ càng được lợi. Ta quyết sẽ làm huynh đệ cả đời với hắn rồi. Vận mệnh chi tử nhìn mắt thần, ngươi, ghê gớm thật. Mắt thần nhìn lại, bằng không Minh Đài huynh cũng theo hắn đi. Ta thấy tiền đồ sẽ rộng mở đấy. Vận mệnh chi tử lắc đầu, ta sẽ không đi theo bất kỳ ai. Sau đó hắn ta xoay người rời đi. Mắt thần lắc đầu, đi theo người khác mất mặt lắm sao? Vào lúc này, chân trời nơi xa bỗng vỡ ra, để một người đàn ông xuất hiện. Sắc mặt mắt thần đọng lại khi thấy đối phương. Bởi đó chính là người nghịch hành. Nhóm hư sung cũng đã xuất hiện, trong đó hư sung lên tiếng với người nghịch hành, vẫn chưa đến lúc. Người nghịch hành gật đầu, ta biết. Hư sung cau mày, vậy ngươi đến làm gì? Người nghịch hành, ta đã đột phá, buồn chán nên đến đợi hắn. Sắc mặt ba người hư sung trở nên trầm trọng. Đột phá? Người này đột phá rồi ư? Đây không quan trọng, mấu chốt ở chỗ gã ta đột phá lên gì? Niệm thông cảnh hay đạo minh cảnh? Người nghịch hành nhìn về chân trời, hắn vẫn chưa đột phá sao? Nhóm hư sung im lặng. Sắc mặt ai nấy đều có phần xấu xí. Người nghịch hành thu tầm mắt về, vậy ta sẽ đợi. Hư sung, người không sợ chúng ta giết người tại đây. Người nghịch hành chỉ nhìn lại, đại ma thiên vực này, đã không còn ai giết được ta. Nghe những lời này của người nghịch hành, nhóm hư sung đồng loạt cau mày. Không ai giết được gã ư. Nói năng có phần ngông cuồng rồi đấy. Nhưng thử nghĩ theo một hướng khác, gã thật sự đang cuồng vọng sao? Sắc mặt ba người trở nên trầm trọng. Họ tuy đều muốn giết người nghịch hành ngay lập tức nhưng lại không ra tay, bởi họ không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Khoan nói đến thực lực của bản thân người nghịch hành, nơi này cũng có cường giả ma mạch ẩn nấp. Nếu họ thực sự ra tay thì đó chính là cảnh đồng quy vô tận.
Hiện giờ chưa cần đến mức ấy. Bởi vì thánh mạch vẫn còn con át chủ bài cuối cùng, Diệp Huyên. Nghĩ đến hắn, ba người đều không kiềm được mà nhìn vào hư không. Diệp Huyên thật sự có thể chiến thắng người nghịch hành sao? Thật ra họ không có quá nhiều tin tưởng, bởi vì người nghịch hành quá nghịch thiên, ngay cả người mạnh như vận mệnh chi tử mà cũng không khác gì con kiến hôi trước mặt gã, vậy thì một Diệp Huyên thích chiêu trò loè loẹt. Đúng lúc này, có tiếng kiếm minh vang lên từ trong hư không. Chân trời nứt vỡ, Diệp Huyên thoát cái xuất hiện. Hư vọng cau mày khi thấy hắn, ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, mạch chủ, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Hư vọng nói, nhớ cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, cười nói với người nghịch hành, không ngờ ngươi lại đến nhanh vậy. Người nghịch hành quan sát hắn một chốc, ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Chúng ta giao hẹn vào 3 tháng sau, bây giờ mới chỉ qua 5, 6 ngày, ta có thể đợi tiếp. Diệp Huyên cười, không cần, bắt đầu ngay luôn đi. Người nghịch hành gật đầu, được. Diệp Huyên hỏi, đánh ở đây luôn. Hư vọng đen cả mặt, ngươi muốn phá hủy thánh mạch hả? Diệp Huyên. Hư vọng nhìn vào chân trời, cổ khâm, theo ta được biết, ma mạch ngươi có một thế giới thần bí bên ngoài, hư vô nơi ấy vừa khéo phù hợp cho chiến đấu, đúng chứ? Lúc này, một lão già xuất hiện. Mạch chủ ma mạch cổ khâm. Lão ta nhìn Diệp Huyên một cái rồi đưa tay ra, gọi một bức tranh cũ xưa xuất hiện. Hư vọng nhìn lão, đây là một trận chiến công bằng, ta tin cổ mạch chủ sẽ không nhúng tay, đúng chứ? Người nghịch hành bỗng lên tiếng, hư vọng mạch chủ yên tâm. Ông nói đúng, đây là một trận chiến công bằng, sẽ không có ai được phép can thiệp. Hư vọng gật đầu, vậy thì tốt. Sau đó dặn dò Diệp Huyên, nhớ cẩn thận. Diệp Huyên cười, dĩ nhiên. Sau đó hắn và người nghịch hành bước vào ngoại giới kia. Trong nơi ấy chỉ có hư vô kéo dài vô tận, tất cả đều do trận pháp tạo thành, giống với thế giới ma phương trước kia, nhưng lại rộng lớn và vững chãi hơn. Sau khi họ bước vào ngoại giới, nhóm thần trưởng lão cũng xuất hiện cạnh nhóm hư vọng. Hư vọng thì thầm, có nắm chắc không? Thần trưởng lão lắc đầu, không rõ. Hư vọng nhìn ông ta, không rõ. Thần trưởng lão gật đầu, chúng ta không nhìn thấu được hắn. Hư vọng mỉm cười, vậy là tốt rồi. Mọi người nhìn vào ngoại giới. Người nghịch hành đứng ở đối diện Diệp Huyên, hy vọng ngươi có thể khiến ta bất ngờ. Diệp Huyên phì cười, hy vọng ngươi đừng quá yếu. Ai lại không biết làm ra vẻ. Người nghịch hành gật gù, vậy bắt đầu thôi. Lời vừa dứt, gã ta nhấc chân bước tới. Diệp Huyên chỉ cảm thấy hoa cả mắt khi vô vàn thế giới lướt vùn vụt qua trước mắt. Đồng tử hắn rụt lại. Đối phương muốn dùng duy độ để áp chế hắn. Trong nháy mắt đó, gã ta đã bước ra được mấy chục nghìn tầng thời không. Nếu hắn không thể tiến vào cùng tầng thời không với đối phương, thì sẽ rơi vào thế yếu. Diệp Huyên không lựa chọn nhảy qua thời không mà chỉ khẽ nhúc nhích ngón cái. Xoẹt. Kiếm thoát cái rời vỏ. Vút. Tiếng xé rách chói tai vang lên. Chỉ trong phút chốc, thời không trước mặt hắn đã bị vạch ra một kẽ hở sâu hóm. Một kiếm vừa rồi bao hàm khí thế của bản thân hắn. Người nghịch hành bên kia bỗng dừng lại, một khắc sau cả hai đồng thời lui bước gần nghìn trượng mới dừng chân. Người nghịch hành nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, vì sao không dùng thanh kiếm hôm ấy? Kiếm mà Diệp Huyên đang cầm không phải kiếm Thanh Huyên. Hắn chỉ cười, kiếm tu quan trọng ở người chứ không ở kiếm. Cho dù là một khúc gỗ, vào tay ta cũng trở thành một thanh thần kiếm tuyệt thế. Tiểu tháp. Người nghịch hành, ta thấy vẫn có sự khác biệt. Nếu là thanh thần kiếm kia, ta sẽ càng kiêng dè hơn, mà thanh kiếm tầm thường này trong tay ngươi, thứ cho ta nói thẳng, e rằng sẽ khó mà làm gì được ta. Diệp Huyên chỉ cười, tiếp tục chứ. Người nghịch hành vừa gật đầu, thanh kiếm đã biến mất khỏi tay Diệp Huyên, ngoại giới lập tức sôi trào. Khí thế kết hợp với kiếm thế. Thăm dò ư. Cả hai đều không làm vậy mà trực tiếp lấy chiêu đối chiêu. Người đã đến trình độ như họ căn bản không cần thăm dò. Đường kiếm vừa rồi của Diệp Huyên khiến toàn bộ ngoại giới sôi lên sùng sục, vô số trận pháp bắt đầu bốc cháy. Thế giới này không chịu nổi uy lực của nó. Nhóm cổ khâm ở bên ngoài thấy vậy, sắc mặt trở nên trầm trọng.
Uy lực trong nhát chém của Diệp Huyên đã vượt ngoài dự đoán của họ. Đối diện Diệp Huyên, người nghịch hành nhắm mắt lại. Khi đường kiếm của Diệp Huyên lao đến, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Kiếm của Diệp Huyên trông như đang bay tới, nhưng thật ra lại đang bay ngược về, chém thẳng vào chính hắn. Đồng tử Diệp Huyên rụt lại khi thấy vậy. Quay ngược. Kiếm của hắn đang quay ngược lại. Thanh kiếm lao tới cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã trực tiếp cắm vào giữa trán hắn. Bên ngoài lặng phắc như tờ. Kết thúc rồi ư. Chỉ như vậy. Mục Thần trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên trong ngoại giới. Khóe miệng Cổ Khâm cong lên thành một nụ cười. Kết thúc rồi. Trong ngoại giới, người nghịch hành vừa xoay gót định đi thì chợt cau mày quay lại. Chỉ thấy Diệp Huyên đứng đó cười, chưa hết đâu. Những người khác ngây ra. Vẫn chưa ư. Diệp Huyên vươn tay, thanh kiếm cắm giữa trán hắn biến mất rồi lại xuất hiện trong tay hắn. Người nghịch hành hỏi, vì sao? Diệp Huyên hỏi ngược lại, ban nãy người dùng lực lượng gì? Người nghịch hành suy ngẫm một hồi, nghịch hành chi lực, có thể nghịch chuyển hết thảy. Nghịch hành chi lực. Diệp Huyên thì thào, mạnh thật. Người nghịch hành lại hỏi, còn ngươi, vì sao không hề hấn gì? Diệp Huyên cười, thể chất ta đặc biệt. Người nghịch hành gật đầu, ta hiểu rồi, tiếp tục. Gã lại bước tới, toàn bộ ngoại giới lập tức trở nên mờ ảo, sau đó từng chút hóa thành hư vô. Không chỉ thế giới này mà Diệp Huyên cũng vậy, hắn nheo mắt lại, phát hiện trận pháp của thế giới này đang khôi phục lại hình dạng thật, cũng chính là phản vật chất. Chính hắn cũng đang trở về bản chất nguyên thủy nhất dưới sự ảnh hưởng của nghịch hành chi lực. Thật là một sức mạnh kỳ lạ. Diệp Huyên không dám nghĩ nhiều, cũng không dám giấu bài nữa mà bước tới trước. Chỉ trong chớp mắt, khí thế từ chư thiên vạn giới hội tụ lại trên người hắn. Thế của chư thiên vạn giới đến chỉ trong một suy nghĩ. Diệp Huyên búng ngón cái. Kiếm ra. Đường kiếm này không chỉ hội tụ thế của chư thiên vạn giới mà còn mang theo khí thế và kiếm thế của hắn. Tuy không dùng đến huyết mạch chi lực nhưng thế trong nhát chém cũng đạt đến trình độ kinh khủng. Kiếm vừa ra, ngoại giới lập tức sụp đổ. Kiếm phá không mà đi. Người nghịch hành đứng ở xa nheo mắt lại, mở bàn tay phải ra, nhẹ nhàng ấn về trước. Kiếm của Diệp Huyên lập tức chậm dần lại, không những thế mà còn có dấu hiệu bay ngược về. Gã ta đang muốn nghịch chuyển kiếm của hắn. Lệ khí lóe lên trong mắt, Diệp Huyên lại bước tới trước, một thanh kiếm khác xuất hiện trong vỏ. Hắn lại búng ngón cái. Rít. Tiếng xé rách vang khắp bồn bề khi thanh kiếm một lần nữa phá không lao ra. Không dừng lại ở đó, lại một thanh kiếm khác xuất hiện trong vỏ kiếm, một khắc sau cũng lao ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyên đã phóng ra 5 thanh kiếm. Chúng tiếp nối nhau chém thẳng về phía người nghịch hành. Ầm 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 ầm. Đối phương liên tiếp lùi lại tầm 50.000 trượng, một vệt máu trào ra từ khóe môi khi dừng lại. Mắt gã lóe lên vẻ dữ tợn, chư thiên vạn đạo, nghịch chuyển theo ý niệm ta. Gã ta vung tay phải ra, 5 thanh kiếm của Diệp Huyên bỗng run lên bần bật, sau đó đồng loạt đâm về phía hắn với hình dạng kỳ quặc vô cùng. Lại nghịch chuyển. Nhưng lần này thứ bị nghịch chuyển không chỉ là kiếm của Diệp Huyên mà còn cả chư thiên vạn giới đang giúp đỡ hắn. Tình huống giống với khi người nghịch hành đối mặt với vận mệnh chi tử. Nhưng Diệp Huyên lại không phải vận mệnh chi tử. Hắn chỉ nhắm mắt lại. Khi một thanh kiếm nữa xuất hiện trong vỏ, hắn bước ra trước, gầm lên, chư thiên vạn đạo, chúng ta đồng sinh cộng tử. Lời vừa dứt. Thân thể Diệp Huyên run lên bần bật khi thế ùa vào như những đợt sóng vô cùng vô tận. Chỉ trong chớp mắt, thế của bản thân hắn đã đạt đến một mức độ kinh hoàng. Một khắc sau, hắn búng ngón cái. Xoẹt. Thanh kiếm trong vỏ lần nữa bay ra. Nhanh hơn 5 thanh trước đó đến mấy lần. Lần ra kiếm này cũng khiến Diệp Huyên như bị vắt kiệt, cả người sụi lơ, sắc mặt cũng trắng bệch như giấy. Hắn đã dồn hết toàn lực vào nhát chém này. Vẫn không lựa chọn dùng kiếm Thanh Huyên. Đường kiếm cuối cùng mang theo khí thế ngút trời, phá không mà đi. Bên ngoài, bức tranh cũ trong tay Cổ Khâm bốc cháy. Một người nghịch. Một người thuận. Ai sẽ thắng?
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào thế giới bên ngoài đang sắp sửa tan biến. Bên trong, kiếm của Diệp Huyên đã bay đến trước mặt người nghịch hành. Ầm. Vùng thời không trước mặt gã ta lõm vào một lỗ. Đồng tử người nghịch hành thoáng rụt lại khi thấy nghịch hành chi lực của mình không tác động được đến kiếm của Diệp Huyên. Gã tung ra cú đấm bằng tay trái không chút nghĩ ngợi. Một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn ra từ quả đấm. Trực tiếp vô cùng. Không dùng hư chiêu. Ầm. Dưới ánh nhìn chăm chú của những người khác, kiếm quang và quyền mang nổ tung. Diệp Huyên đang nằm dưới đất nhắm mắt lại, ngón cái khẽ đẩy. Cheng. Lại một thanh kiếm bay vụt ra từ vỏ kiếm. Đây là một kiếm cuối cùng của hắn. Chiêu cuối thật sự. Hắn đã đi đến đường cùng, sẽ mạo hiểm rất nhiều nếu tung kiếm, nhưng hắn vẫn lựa chọn chém ra. Một khi đã làm gì thì phải dùng hết toàn bộ sức lực. Đặc biệt là khi đánh nhau, nếu ngươi không liều mạng, ngươi có thể mất mạng. Kiếm vừa ra, khí tức của Diệp Huyên nhanh chóng trở nên yếu ớt, bản thân hắn cũng không tiếp tục đi xem người nghịch hành nữa. Hắn đã dùng hết toàn lực, nếu vẫn không thể thắng thì cũng hết cách. Nơi xa, sức mạnh hùng hậu của người nghịch hành không thể ngăn lại thanh kiếm thứ 5 của Diệp Huyên, để nó đâm xuyên nắm tay, ghim vào ngực. Ầm. Người nghịch hành bay ngược về sau, nào ngờ lại thấy một kiếm nữa lao tới. Gã ta ngẩng đầu nhìn thanh kiếm thứ 6, mắt khẽ nheo lại, tay trái mở ra rồi nắm lại. Ầm. Thân xác gã vỡ tan. Gã ta tự hủy thân xác mình. Trong nháy mắt ấy, thanh kiếm thứ 5 cũng nổ tung cùng thân xác người nghịch hành. Nhưng vì trong đường kiếm có bao hàm lượng thế kinh khủng của chư thiên vạn giới, linh hồn gã ta cũng mở đi. Người nghịch hành chỉ nhắm mắt, chắp hai tay lại với nhau. Ầm. Linh hồn gã ta chặn đứng thanh kiếm thứ 6. Duỳnh. Người nghịch hành lại bị đẩy lùi đi mấy vạn trượng, bị đẩy vào vực sâu thời không đen đặc, nhưng gã ta đã chặn được đường kiếm thứ 6. Khi nó chỉ còn cách chân mày gã nửa tấc. Nhưng sức mạnh trong kiếm vẫn còn. Người nghịch hành cứ thế nắm chặt lấy thanh kiếm, chỉ cần gã ta thả lỏng tay. Nó sẽ đâm xuyên vào trán gã. Lấy trạng thái của gã ta bây giờ, nếu bị kiếm này đâm phải thì linh hồn sẽ trở nên rời rạc, ý thức cũng có thể bị xóa sổ. Gã ta cũng không còn đủ sức để phá thanh kiếm này. Bởi thanh kiếm thứ 5 đã gây nên tổn thương quá lớn. Lúc này, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Nhưng trận chiến giữa cả hai lại chưa kết thúc. Hai bên ma mạch lẫn thánh mạch không hề và cũng không dám nhúng tay vào. Ai dám tức là cầm chắc kết quả đồng quy vô tận. Vì vậy, Diệp Huyên và người nghịch hành tiếp tục giằng co. Ai sẽ khôi phục trước? Thấy Diệp Huyên đang nằm dưới đất chậm rãi mở mắt, nhóm Hư Vọng hưng phấn không thôi. Mà nhóm Cổ Khâm thì xa sầm mặt mày. Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn tốt hơn trước đó rất nhiều. Sở dĩ hắn có thể khôi phục nhanh đến vậy là nhờ có huyết mạch bất tử. Chỉ cần người nghịch hành không giết hắn ngay lập tức, hắn có thể liên tục khôi phục. Thấy Diệp Huyên đứng dậy, người nghịch hành ở xa nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn hắn. Diệp Huyên hít vào một hơi, cảm thấy cả người nhũn nhão như bị rút cạn sức lực. Sáu kiếm vừa rồi đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của hắn. Diệp Huyên chậm rãi cất bước đi về phía người nghịch hành. Mà gã ta vẫn giơ đôi tay run rẩy chặn đứng thanh kiếm. Diệp Huyên nhìn gã, lại gọi một thanh kiếm nữa xuất hiện. Hình ảnh này khiến Cổ Khâm biến sắc, toàn muốn ra tay. Nhưng sau đó lão ta khẽ ngẩn ra, thần sắc bình tĩnh lại, không làm gì nữa. Bởi vì Diệp Huyên đã dừng bước, mỉm cười nói với người nghịch hành, lần này xem như hòa nhau, ngươi thấy sao? Hòa nhau. Những người bên ngoài nghe vậy thì nhíu mày. Hư Sung muốn nói gì đó nhưng bị thần trưởng lão ngăn lại. Thần trưởng lão, đừng xen vào chuyện giữa họ. Hư Sung do dự, cuối cùng vẫn không ra tay. Nơi xa, người nghịch hành im lặng một hồi mới gật đầu, được. Gã ta buông tay ra, thanh kiếm thứ 6 lập tức hóa thành hư vô. Cảnh tượng này khiến đồng tử Hư Sung co lại. Thì ra người nghịch hành vẫn còn sức lực, gã ta vẫn còn giấu chiêu, chỉ chờ Diệp Huyên ra tay rồi sẽ cho hắn một kích chí mạng. Diệp Huyên cũng đã phát hiện ra điều này,
vì vậy lựa chọn không ra tay. Một khi hắn không ra tay, người nghịch hành cũng sẽ không dám làm gì. Bởi gã ta cũng sợ hắn còn giấu chiêu. Hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau. Người nghịch hành hỏi, người chọn thuận theo thiên đạo. Diệp Huyên cười, đúng vậy. Người nghịch hành cau mày, tu sĩ chúng ta từ thời khắc bắt đầu tu luyện đã là đi ngược với thiên đạo. Người lựa chọn thuận theo, cũng là một loại khuất phục. Nhóm hư vọng bên ngoài nghe được thì sắc mặt đanh lại. Chẳng lẽ người nghịch hành muốn đấu võ mồm? Diệp Huyên thắng được không? Rất nhiều lúc, khẩu chiến có thể phá hủy tâm cảnh đối phương. Diệp Huyên chỉ lắc đầu cười, người muốn tu luyện không có gì sai, nhưng thiên đạo thì cũng có gì sai. Thiên đạo chỉ là một thành phần trong vũ trụ bao la này. Người tu luyện thì cứ tu luyện đi, vì sao cứ phải đối nghịch với người ta? Thiên đạo đã làm gì sai? Người nghịch hành, không phải tu luyện chính là tranh giành cùng thiên đạo sao? Diệp Huyên lắc đầu, tại một vài thế giới nhỏ, sự phát triển và sinh tồn của con người sẽ phá hủy môi trường và hệ sinh thái, nói cách khác là đang phá hoại đất mẹ đã nuôi dưỡng ra họ. Ta cũng không thể trách họ, bởi họ chỉ có thể làm như vậy để sinh tồn và phát triển. Nhưng rồi tinh cầu của họ lại có lỗi lầm gì? Ngươi sinh ra trên tinh cầu này, được nó nuôi nấng, rồi có ngày ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, lại cảm thấy thế giới này đang giữ chân ngươi, từ đó sinh ra suy nghĩ muốn nghịch thiên. Hắn khẽ mỉm cười, giống như một người cha nuôi con mấy chục năm, cuối cùng bị đứa con ghét bỏ vì già yếu vậy. Người nghịch hành nhìn hắn, người đang đánh cháo khái niệm. Diệp Huyên cười, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có sinh ra ở vũ trụ này không? Thiên địa này có từng nuôi dưỡng ngươi không? Vậy mà ngươi lại muốn nghịch thiên mà đi. Ta hỏi ngươi, thiên đạo này đã làm gì sai? Thiên địa bốn phía bỗng rung động khi vô số linh khí vọt về phía Diệp Huyên. Thiên đạo đang đáp lời hắn. Thấy vậy, sắc mặt Cổ Khâm khó coi đi trông thấy. Diệp Huyên tiếp tục, con người muốn tu luyện và sinh tồn là điều dễ hiểu, nhưng ta cho rằng dã tâm và dục vọng của họ không liên quan đến thiên đạo. Nếu biến nó thành cái sai của thiên đạo, có phải quá đáng lắm không? Người nghịch hành quắc mắt, nhưng tu luyện chính là nghịch thiên. Diệp Huyên chớp mắt, thiên đạo cũng đang tu luyện, vậy nó đang nghịch ai? Sắc mặt người nghịch hành cứng lại. Diệp Huyên, ta thấy cả ngươi và ta đều ích kỷ như nhau, nhưng chúng ta không nên vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu thiên đạo hại ngươi, ta có thể hiểu vì sao ngươi muốn nghịch thiên. Nhưng thiên đạo không làm gì ngươi, ngươi lại muốn nghịch thiên, thế thì lại quá vớ vẩn. Dẫu sao thì ta đây sẵn lòng làm bạn cùng tất cả thiên đạo lương thiện trên thế gian này. Hắn vừa dứt lời, có một hình bóng mờ ảo hiện ra. Là một cô gái. Nàng ta mặc váy dài trắng muốt, giữa mày có một vết đỏ thắm, xinh đẹp vô cùng. Đây là thiên đạo. Sự xuất hiện của nàng ta khiến nhóm hư vọng cau mày. Vì sao thiên đạo lại xuất hiện ở đây? Đại ma thiên vực tất nhiên cũng có thiên đạo, nhưng bình thường không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Lấy thực lực của bọn hư vọng hiện nay, thiên đạo đã trở nên quá yếu. Cô gái ở chân trời mỉm cười với Diệp Huyên, cảm ơn ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, vì điều gì? Cô gái, vì đã đứng ra nói chuyện vì chúng ta. Diệp Huyên mỉm cười, ta cũng phải cảm ơn các cô đã giúp đỡ. Sau này có việc gì cần kíp cứ đến tìm ta, miễn trong khả năng thì ta sẽ giúp đỡ. Cô gái do dự, thật vậy chăng? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái khẽ thi lễ, thiếu niên, ta biết ngươi không tầm thường, sẽ nhớ kỹ những lời này của ngươi. Về sau nếu có khó khăn, ta sẽ đến tìm giúp đỡ, khi ấy hy vọng ngươi chớ từ chối. Nói xong, nàng ta vươn tay, để một ấn ký màu trắng bay vào giữa trán Diệp Huyên. Ầm. Thân thể hắn khẽ run lên khi một ấn ký nhạt màu xuất hiện giữa chân mày. Diệp Huyên thắc mắc, đây là gì? Cô gái, ấn ký thiên đạo. Có nó, tất cả linh trong vũ trụ này đều sẽ giúp đỡ ngươi. Thiên đạo ở vũ trụ khác nhìn thấy nó cũng sẽ tin tưởng ngươi. Nếu ngươi có việc cần, chúng ta cũng sẽ dùng mọi khả năng để giúp đỡ. Hư Sung nghe vậy thì nheo mắt lại, nàng ta đang kết giao với hắn. Thần trưởng lão thì thầm, người này, lời to rồi. Hư Sung hỏi, vì sao lại nói vậy? Thần trưởng lão, ban nãy hắn chỉ có thể điều động thế từ một thế giới, nhưng giờ đây hắn đã được các thiên đạo công nhận,
vậy thì không chỉ là thế nữa mà sẽ là sức mạnh của cả một thế giới. Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Huyên, hắn đã trở thành bạn của thiên đạo. Bạn của thiên, Diệp Huyên cũng không ngờ rằng mình lại được thiên đạo của thế giới này công nhận như vậy. Hắn biết thiên đạo ôm lòng phòng bị rất nặng trước con người và những sinh linh khác, thế mà đối phương lại bằng lòng tặng ấn ký thiên đạo cho hắn. Đây là chuyện tốt, cực kỳ tốt. Hắn sẽ không phải dùng thần điển đại đạo để mượn thế nữa, đã vậy còn có thể mượn được sức mạnh từ chư thiên vạn giới. Mượn thế và mượn sức mạnh có sự chênh lệch rất lớn. Người nghịch hành ở xa nhìn hắn, ngày sau tái chiến. Sau đó gã xoay người rời đi. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn theo. Lúc này, nhóm Hư Sung xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Hư Sung hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, ta muốn bế quan một khoảng thời gian. Hư Sung gật đầu, được. Sau đó nhìn sang Mục Ca, sắp xếp cho hắn. Diệp Huyên cười ngắt lời, không cần đâu mạch chủ, cho ta một gian đại điện yên tĩnh là được. Hư Sung do dự trước khi gật đầu, được. Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Hư Sung thì thầm, không ngờ kết cuộc lại như thế này. Những người khác gật đầu đồng tình. Bọn họ không ngờ hai người kia vậy mà lại hòa nhau. Mục Thần bỗng nói, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Thần trưởng lão gật đầu, đúng là vậy. Ông ta hỏi Mục Thần, làm sao ngươi phát hiện ra tiểu tử này? Những người khác cũng tò mò nhìn sang. Sau một hồi im lặng, Mục Thần mới nói, nhặt được. Mọi người. Chấm chấm chấm. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất. Tiểu tháp phấn khởi reo lên, chúc mừng tiểu chủ. Diệp Huyên thắc mắc, chúc mừng cái gì? Tiểu tháp, ta cứ tưởng người sẽ dùng kiếm thanh huyên và huyết mạch chi lực. Nhưng mà người lại không dùng. Diệp Huyên im lặng. Lần này hắn thật sự không muốn dùng đến hai thứ kia. Khi phải đối đầu cường giả thế hệ trước, hắn mới không còn cách khác, nhưng người nghịch hành lại không phải người thế hệ trước. Diệp Huyên cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Tiểu tháp, tự dưng ta nhận ra tiểu chủ cũng không tệ đến vậy. Diệp Huyên đen mặt má, chẳng lẽ lúc trước ngươi thấy ta tồi lắm hả? Tiểu tháp trần trừ, ta từ chối trả lời. Diệp Huyên. Hắn không tiếp tục tám nhảm cùng cái tháp khùng này nữa mà nhắm mắt lại. Không thể không nói, trận chiến với người nghịch hành kia quả thật có phần nguy hiểm, đặc biệt là nghịch hành chi lực của đối phương. Nếu hắn không tu luyện kiếm thể thì đã mất mạng ngay từ khi ra kiếm đầu tiên rồi. Nhưng điều mấu chốt là hắn cảm nhận được người nghịch hành chưa dùng hết toàn lực. Đặc biệt là khi đối phương vẫn có thể đập vỡ thanh kiếm thứ 6 của hắn, tương đương với việc gã chưa dùng hết sức, thậm chí có thể còn giấu chiêu. Nghĩ vậy, Diệp Huyên gọi kiếm thanh huyên xuất hiện, thanh kiếm khẽ run lên như đáp lời. Diệp Huyên cong môi, lần sau sẽ dẫn người theo chiến đấu. Kiếm thanh huyên lại run lên trước khi phát ra tiếng kiếm minh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu tự chữa thương. Tuy hắn có huyết mạch bất tử nhưng chém ra 6 kiếm liên tiếp vẫn có phần tiêu hao quá sức, không thể hoàn toàn khôi phục chỉ trong thời gian ngắn. 2 giờ sau, vết thương hắn gần như đã bình phục. Đợi thương thế khỏi rồi, hắn lập tức đi tìm nhóm thần trưởng lão. Diệp Huyên nói với ông ta, tiền bối, ta muốn tiếp tục chiến đấu. Thần trưởng lão nhìn hắn, được. Một chọi ba. Hắn không dùng kiếm thanh huyên lẫn huyết mạch chi lực. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, bị 3 người kia đánh cho tan nát. Diệp Huyên giờ phút này mới nhận ra hắn đã đánh giá thấp các vị trưởng lão. Ý thức chiến đấu và khả năng phối hợp của họ vô cùng đáng sợ, đặc biệt là ở mảng phối hợp. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ trúng chiêu cực kỳ hiểm hóc, không có lấy khả năng chống trả. Nhưng điều này lại càng khiến hắn hưng phấn. Bị đánh có nghĩa là hắn chưa đủ mạnh, vẫn còn không gian tiến bộ. Trong lúc giao thủ với 3 người, hắn luôn kiên trì không dùng đến kiếm thanh huyên lẫn huyết mạch chi lực. Cái trước là thanh nhi đưa, cái sau là cha cho, đều không phải thứ hắn tu luyện thành, nói đúng ra thì đều là ngoại vật. Hắn muốn thử xem, khi không dùng ngoại vật thì mình có thể đến được trình độ nào. Chấm chấm chấm. Ma mạch. Cổ Khâm đứng tại một đỉnh núi, phía sau là một người đàn ông trung niên, cũng là người vừa trở về sau chuyến điều tra Mộc Vưu. Cổ Khâm hỏi, cổ đế chết dưới tay Diệp Huyên. Mộc Phưu lắc đầu, không,
chết dưới tay người sau lưng hắn. Cổ Khâm nheo mắt, người sau lưng. Mộc Phưu gật đầu, một người đàn ông áo xanh cực kỳ bí ẩn, chúng ta không điều tra được lai lịch. Cổ Khâm im lặng. Mộc Phưu, theo ta được biết, Diệp Huyên đã đi đến nơi này rồi gia nhập Thánh Mạch, đúng không? Cổ Khâm gật đầu, mới đây còn đánh một trận với người nghịch hành. Mộc Phưu nghe vậy thì cau mày, sao có thể? Ta nghe rằng thực lực của hắn chẳng đến đâu, còn không đánh được cổ đế, phải gọi người đến giúp mới giết được, làm sao có thể đánh với người nghịch hành? Cổ Khâm lạnh nhạt nói, ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là vậy. Mộc Phưu thấp giọng nói, như vậy có nghĩa là hắn đã tiến bộ hơn, nhưng chỉ mới qua bao lâu? Làm sao có thể mạnh lên nhiều đến vậy? Cổ Khâm nhắm mắt lại, không gì là không thể, cũng đừng áp đặt lẽ thường lên một vài thiên tài yêu nghiệt. Mộc Phưu im lặng. Cổ Khâm, thật sự không tra được tin tức về người áo xanh kia. Mộc Phưu lắc đầu, không được. Cổ Khâm rơi vào im lặng. Mộc Phưu lại hỏi, có cần báo thù không? Cổ Khâm nhìn sang, dùng cái đầu của ngươi mà nghĩ đi, phải là thế lực gì mới đào tạo ra yêu nghiệt bực này? Mộc Phưu do dự. Không phải chúng ta cũng bồi dưỡng ra được người nghịch hành sao? Cổ Khâm lắc đầu, nở một nụ cười tự giễu. Người nghịch hành là do ma mạch đào tạo ra ư? Không. Ngoại từ lão ta, không ai trong ma mạch biết rằng người nghịch hành có một thân phận khác, gã chẳng qua chỉ đang tạm thời trú thân tại ma mạch mà thôi. Ma mạch không có năng lực bồi dưỡng ra loại yêu nghiệt như người nghịch hành, bởi vì nghịch hành đồng nghĩa với nghịch thiên mà đi, hơn nữa còn là kéo dài mãi mãi. Người như vậy cần có người hộ đạo mạnh mẽ hơn, bằng không còn chưa kịp trưởng thành sẽ bị một vài sự tồn tại bí ẩn tiêu diệt. Mà Diệp Huyên không thua kém gì người nghịch hành, chỉ có thể là vì sau lưng hắn có một thế lực siêu khủng khiếp khác. Mộc Phưu, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Cổ đế còn là cháu của mạch chủ ngài. Cổ Khâm cau mày, cổ đế, ta không biết tên này, có liên quan gì đến ma mạch sao? Mộc Phưu sửng sốt. Cổ Khâm nhìn sang, nhớ kỹ, cổ đế không có bất kỳ liên hệ gì với ma mạch ta cả. Sau đó lão ta rời đi. Chỉ vì một cổ đế mà phải trêu vào thiên tài có cả một thế lực kinh khủng chống lưng, phải não tàn cỡ nào mới làm được như vậy. Mộc Phưu bật ra một tiếng cười khổ, xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Trên đỉnh ngọn núi nọ, người nghịch hành lẳng lặng đứng đó với đôi mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Cổ Khâm bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Gã ta nói, ta phải đi. Cổ Khâm cau mày, nhanh vậy sao? Người nghịch hành gật đầu, họ đã đến đón ta. Gã nhìn về phương xa, ta đi gặp hắn một chút. Sau đó đã biến mất. Cổ Khâm chần chừ một hồi rồi vội vàng gọi một nhóm cường giả ma mạch đi theo. Chấm chấm chấm. Thánh mạch. Diệp Huyên đang chiến đấu thì bất chợt dừng lại. Một khắc sau đã cùng nhóm thần trưởng lão rời khỏi thế giới hư ảo kia. Bầu trời thánh mạch đột ngột bị xẻ ra, để người nghịch hành xuất hiện. Diệp Huyên khẽ cau mày nhìn gã ta, đừng nói người này đến tìm mình đánh nhau chứ. Nhóm hư xung cũng cau mày, cho rằng người nghịch hành đến tìm Diệp Huyên đánh nhau thật. Nhưng người nghịch hành chỉ nói, ta phải đi. Đi. Diệp Huyên ngẩn ra, đi đâu? Người nghịch hành nghĩ ngợi một hồi, về nhà. Diệp Huyên, ngươi không phải người ma mạch. Người nghịch hành gật đầu, ta chỉ tạm thời lịch luyện ở đó, hôm nay đã đến ngày rời đi. Diệp Huyên nhìn gã ta một phen, ngươi đến từ đâu? Người nghịch hành, Vĩnh Dạ. Diệp Huyên cau mày, Vĩnh Dạ. Người nghịch hành cũng nhíu mày, ngươi chưa từng nghe thấy. Diệp Huyên chớp mắt, vậy ngươi từng nghe hệ Ngân Hà chưa? Người nghịch hành lắc đầu, chưa hề. Diệp Huyên nghiêm mặt, một thế giới châu bò như hệ Ngân Hà mà chưa từng nghe. Người nghịch hành, lợi hại lắm sao? Diệp Huyên, cực kỳ lợi hại. Người nghịch hành trầm ngâm một hồi, vì sao ta lại chưa từng nghe thấy? Diệp Huyên cười, vì người thường sẽ không biết đến nó, người không nghe thấy cũng bình thường thôi. Người nghịch hành lại hỏi, ta lại đâm ra tò mò. Diệp Huynh có thể nói nơi ấy lợi hại chỗ nào không? Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên mới nói, nơi ấy có một cường giả cực kỳ đáng sợ tên là Thiên Mệnh mạnh nhất. Hệ Ngân Hà được nàng che chở chính là thế giới mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Thiên Mệnh mạnh nhất?
Người nghịch hành lại cau mày, ta cũng chưa từng nghe qua. Diệp Huyên đang định mở miệng thì bỗng thấy chân trời nơi xa nứt ra. Một khắc sau, một nhóm cường giả mặc giáp đen xuất hiện trên bầu trời thánh mạch. Có 32 người. Hết 30 là niệm thông cảnh, nhưng kinh khủng nhất là hai người dẫn đầu đã đến đạo minh cảnh. Diệp Huyên thấy vậy thì sắc mặt đen như đáy nồi, chửi ầm lên trong lòng, niệm thông như chó chạy ngoài đồng. Mở bản đồ lẹ vãi như này thì ai chịu thấu? Đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Sự xuất hiện của những cường giả kia khiến nhóm hư xung biến sắc kịch liệt. Người nghịch hành rốt cuộc là ai? Nơi chân trời, một cường giả đạo minh cảnh dẫn đầu đi đến, thi lễ với người nghịch hành, thiếu chủ. Người nghịch hành gật đầu, nói với Diệp Huyên, sau này còn gặp. Diệp Huyên cười, sau này còn gặp. Người nghịch hành khẽ gật đầu rồi vươn tay, để một quyển sách cổ màu đen bay đến trước mặt mạch chủ ma mạch cổ khâm, chút tâm ý cảm ơn đã quan tâm ta trong thời gian vừa qua, mong cổ mạch chủ nhận lấy. Cổ Khâm do dự một hồi mới nhận lấy quyển sách, ngày sau nếu có rỗi rãi, xin hãy ghé về thăm. Người nghịch hành mỉm cười, nhất định. Đoạn gã quay sang Diệp Huyên, Diệp Huynh, nếu có cơ hội hãy đến Vĩnh Dạ chơi. Nơi ấy thiên tài nhiều vô kể, rất thích hợp với Huynh. Diệp Huyên cười, nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến. Người nghịch hành gật đầu rồi không hàn huyên thêm nữa mà xoay người đi về phía chân trời. Cường giả đạo minh cảnh kia liếc Diệp Huyên một cái rồi đi theo. Chỉ trong một chốc, đoàn người đã biến mất khỏi chân trời. Thấy Cổ Khâm nhìn mình, Diệp Huyên hỏi, Cổ Khâm mạch chủ, ta có chuyện này muốn hỏi. Cổ đế có phải là người ma mạch không? Cổ đế? Cổ Khâm cau mày, cổ đế nào? Diệp Huyên cũng nhíu mày, ông không biết. Cổ Khâm lắc đầu, không, ma mạch ta không có người này. Sợ rằng Diệp công tử nhận lầm rồi. Diệp Huyên không khỏi nhìn lão ta. Chẳng lẽ cổ đế tự giả mạo làm người ma mạch? Cổ Khâm nói, nếu có cơ hội, Diệp công tử có thể đến ma mạch chơi một chuyến. Cáo từ. Sau đó lão ta biến mất khỏi chân trời. Diệp Huyên ngây ra một thoáng rồi lắc đầu cười, quay sang hỏi Hư Sung, tiền bối, Vĩnh Dạ là nơi nào? Hư Sung trần trừ một thoáng rồi lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên, người cũng không biết. Hư Sung cười khổ, hẳn là một vũ trụ với văn minh cao cấp hơn. Diệp Huyên im lặng. Mục Thần bỗng lên tiếng, người phải đi ư. Diệp Huyên cười, tạm thời thì không. Sau đó quay sang nhóm thần trưởng lão, ba vị trưởng lão, chúng ta tiếp tục tu luyện thôi. Thần trưởng lão gật đầu, được. Sau đó cả bốn kiến mất, Mục Ca bỗng hỏi, lai lịch hắn rốt cuộc ra sao? Hư Sung khẽ nói, các ngươi có thấy sắc mặt hắn ban nãy không? Mục Ca, thế nào? Hư Sung cười khổ, khi nhìn thấy những cường giả đứng sau người nghịch hành, hắn không hề kinh ngạc, càng không sợ hãi. Nghe vậy, sắc mặt Mục Ca và Mục Thần đều đanh lại. Vì sao Diệp Huyên không ngạc nhiên, không sợ hãi? Chỉ có một câu trả lời hiển nhiên, đó là thế lực sau lưng hắn không hề thua kém so với người nghịch hành. Hư Sung, hắn hẳn là sẽ đi. Mục Ca gật đầu, chỉ là không biết hắn có đến Vĩnh Dạ hay không. Mục Thần không nói gì. Chấm chấm chấm. Trong thế giới hư vô, Diệp Huyên đang tiếp tục chiến đấu kịch liệt cùng ba vị trưởng lão. Vẫn lấy một địch ba. Tuy hắn vẫn bị ba người kia áp đảo nhưng càng đánh càng hăng, càng đánh càng kích thích. Một trận chiến bên bờ sinh tử là biện pháp dễ dàng nhất để kích thích tiềm lực con người. Trong thời gian vừa qua, thân xác Diệp Huyên đã vỡ nát không dưới trăm lần, chỉ cần một thoáng sơ sẩy là vỡ. Vì đây là tập luyện nên ba người kia không hủy thần hồn hắn, nhưng Diệp Huyên luôn giữ cho đầu óc tập trung hết mức, không có một tia khinh thường. Ba vị trưởng lão dần già cũng gặp phải khó khăn, tuy Diệp Huyên bị bọn họ áp đảo nhưng hắn càng đánh càng mạnh, mà họ cũng không dám xem nhẹ những thanh kiếm của hắn. Một hồi lâu sau, cả bốn dừng tay, bắt đầu tổng kết. Thần trưởng lão lên tiếng, ngươi phản ứng rất nhanh, hiện nay đã có thể miễn cưỡng ngăn cản chúng ta. Nhưng ngươi phải biết cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, còn cứ chăm chăm phòng thủ thì sẽ chỉ dâng cơ hội cho chúng ta tấn công, rõ chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta biết điều này, nhưng ba vị phối hợp với nhau quá kín kẽ, ta không tìm được sơ hở.
Khâu trưởng lão cười, ta đã chứng kiến trận đánh giữa ngươi và người nghịch hành, ngươi phóng ra tổng cộng 6 kiếm, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Khâu trưởng lão nghĩ ngợi, 6 kiếm kia là ngươi tùy tiện phóng ra, đúng không? Diệp Huyên lại gật đầu. Khâu trưởng lão cười, vì sao không tự mình tạo ra một kiếm kỹ nữa? Diệp Huyên kinh ngạc, tự mình tạo ra một kiếm kỹ. Khâu trưởng lão gật đầu, lấy thực lực hiện nay của ngươi, khi tụ tập được thế của chư thiên vạn giới, 6 kiếm là giới hạn tối đa. Hơn nữa, ta nhận rằng tốc độ rút kiếm của ngươi rất nhanh, nếu có thể nhanh thêm chút nữa, ra liền 6 kiếm trong chớp mắt, để thế của chúng dung nhập làm một, dùng một phá tất cả, khi ấy uy lực của chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Khâu trưởng lão tiếp lời, mấy chiêu kiếm kỹ của ngươi cũng rất mạnh, mỗi cái đều có ưu điểm riêng, ngươi có thể kết hợp chúng để tạo ra kiếm kỹ mới. Bởi hiện nay thì sát na sinh tử nhất kiếm của ngươi đã không đủ dùng nữa. Diệp Huyên, ta có thể sao? Khâu trưởng lão cười, thử xem. Diệp Huyên cong môi, thử thì thử. Ba vị trưởng lão lui lại hơn nghìn trượng. Diệp Huyên nhắm mắt, ấn ngón cái tay trái lên chuôi kiếm, vận sức chờ rút. Bỗng nhiên, ba vị trưởng lão biến mất, gần như cùng lúc, ngón tay Diệp Huyên búng ra. Xoẹt! Một thanh kiếm phá không lao ra. Gần như trong cùng khoảnh khắc, thanh kiếm thứ hai bay ra, sau đó là thanh thứ ba. Ba thanh kiếm chỉ trong một ý niệm. Đều mang theo kiếm thế và khí thế của hắn. Ầm ầm ầm. Ba luồng kiếm quang nổ tung nơi xa khiến ba vị trưởng lão thối lui hơn 10.000 trượng. Diệp Huyên không khỏi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn chiếm thế thượng phong khi đối đầu với họ. Nơi xa, Khâu trưởng lão nhìn vết cắt sâu hóm trên tay phải mình. Nếu đường kiếm ban nãy mạnh hơn một chút nữa thì ông ta đã mất tay rồi. Khâu trưởng lão cười nói, tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tốc độ của sát na sinh tử nhất kiếm chưa đạt đến giới hạn của hắn, vẫn còn có thể nhanh hơn. Thần trưởng lão nói, lần nữa. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, một thanh kiếm khác xuất hiện trong vỏ kiếm. Diệp Huyên không thể đưa ba vị trưởng lão vào tiểu tháp để luyện tập thực chiến, bởi e rằng thế giới bên trong không chịu nổi sức mạnh của họ. Nhưng bây giờ đã không sao nữa. Bởi vì hắn không còn lệ thuộc quá nhiều vào kiếm thanh huyên, huyết mạch chi lực và tiểu tháp nữa. 3 tháng sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong thế giới hư vô, trước mắt là ba vị trưởng lão. Một hồi sau hắn đứng lên, dương mắt nhìn họ, một khắc sau, họ biến mất tại chỗ, mà Diệp Huyên cũng khẽ khàng búng ngón cái. Xoẹt 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 xoẹt. 6 tia kiếm quang lóe lên. Ầm ầm ầm. Theo tiếng nổ đinh tai vang lên, ba người kia bị đánh bay đi mấy vạn trượng. Khi dừng lại, tay phải của họ đã bị chém đứt lìa, toàn thân trải rộng vết chém khi bị kiếm khí cắt chúng. Họ đã không thể tiếp cận Diệp Huyên được nữa. Nếu lấy một chọi một, họ không phải là đối thủ của hắn. Mộc trưởng lão nói, nếu ngươi dung hợp thế và sức mạnh của chư thiên vạn giới vào 6 kiếm này, e rằng có thể lập tức giết ba chúng ta. Thần trưởng lão và Khâu trưởng lão đồng thời đanh mặt. Mộc trưởng lão nói đúng, nếu Diệp Huyên vận dụng thêm thế và sức mạnh của chư thiên vạn giới thì uy lực sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Mộc trưởng lão lại hỏi, ta được biết ngươi có một thanh kiếm đặc biệt, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, gọi kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay. Mộc trưởng lão nhìn nó, có muốn dùng nó để xem thử uy lực của kiếm kỹ mới này không? Diệp Huyên chớp mắt, dùng với ba vị. Mộc trưởng lão gật đầu, chúng ta cũng muốn nếm thử uy lực của thanh kiếm này. Diệp Huyên chần chừ, Mộc trưởng lão, nó mạnh lắm đấy. Mộc trưởng lão cười, không sao, chỉ thử một chút thôi. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi gật đầu, được. Thật ra hắn cũng muốn thử. Thế là hắn nói, ba vị tiền bối hãy cẩn thận. Mộc trưởng lão, tới đi. Diệp Huyên nhắm mắt lại, đặt ngón cái lên chuôi kiếm thanh huyên. Kiếm bất thình lình bay ra. Xoẹt. Toàn bộ thế giới hư vô sụp đổ trong nháy mắt. Ba vị trưởng lão ở nơi xa biến sắc, đồng thời ra tay. Ầm. Theo tiếng nổ ầm vang, ba vị trưởng lão bị đẩy lùi mấy trăm nghìn trượng. Khi dừng lại,
ba người chỉ còn lại linh hồn đang biến mất với tốc độ khủng khiếp. Cùng lắm chỉ trong vài hơi thở nữa, họ sẽ thần hồn câu diệt, hoàn toàn bị xóa sổ. Diệp Huyên thấy vậy thì biến sắc, vội vã dùng kiếm Thanh Huyên trấn áp linh hồn họ lại. Ba vị trưởng lão còn chưa kịp hoàn hồn, thiếu chút nữa thôi họ đã bị tiêu diệt rồi. Mộc trưởng lão nhìn Diệp Huyên với ánh mắt trầm trọng, thanh kiếm này. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên, không khỏi kinh ngạc trong lòng khi thấy uy lực của nó vượt quá dự liệu của hắn. Sau khi đề cao thực lực, dùng thêm kiếm Thanh Huyên quả thật là như hổ thêm cánh. Quá kinh khủng, mà đó là hắn còn chưa dùng đến huyết mạch chi lực và thế của chư thiên vạn giới. Nếu dùng hết tất cả, hắn có lòng tin có thể lập tức giết một cường giả đạo minh cảnh. Mộc trưởng lão lắc đầu cười, chúng ta không giúp ngươi được nữa rồi. Diệp Huyên cung kính hành lễ. Hắn dành cho họ sự tôn kính từ sâu tận đáy lòng. Thần trưởng lão cười, người phải đi ư. Diệp Huyên gật đầu, đi tìm cường giả mạnh hơn. Thần trưởng lão do dự rồi nói, ta có một yêu cầu quá đáng. Diệp Huyên cười, xin cứ nói. Thần trưởng lão, có thể để lại một phần truyền thừa kiếm đạo của ngươi lại đây không? Có thể rất nhiều năm sau, thánh mạch ta cũng sẽ xuất hiện một thiên tài kiếm đạo xuất sắc như ngươi. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, được. Ba người nghe vậy thì khẽ thi lễ với hắn, đa tạ. Truyền thừa kiếm đạo. Truyền thừa kiếm đạo của Diệp Huyên không phải kiếm đạo bình thường, nhưng nếu hắn để lại một phần ở đây, chỉ cần thánh mạch tận dụng được thì sau này có thể thánh mạch sẽ xuất hiện một hoặc thậm chí là nhiều cường giả kiếm đạo. Kiếm đạo trước nay vẫn luôn là điểm yếu của thánh mạch, vì thánh mạch chưa từng có kiếm tu nào quá mạnh mẽ. Khi biết Diệp Huyên đồng ý để lại một phần kiếm đạo, nhóm Hư Sung cũng cực kỳ mừng rỡ. Điều nhóm thần trưởng lão quan tâm là truyền thừa, còn điều Hư Sung quan tâm là mối cơ duyên này. Bây giờ thiết lập mối quan hệ tốt, về sau chắc chắn sẽ gặt hái được quả ngọt. Đây mới là điều ông ta quan tâm nhất. Còn Diệp Huyên sau khi để lại một phần truyền thừa thì đã rời khỏi thánh mạch. Trong tinh không, Diệp Huyên đang định rời đi thì chợt quay đầu. Có một cô gái đứng ở nơi không xa phía bên phải, là Mục Thần. Nhìn thấy Mục Thần, Diệp Huyên hơi sững người, sau đó cười gọi, Mục Thần cô nương. Mục Thần hỏi, định đến Vĩnh Dạ à? Diệp Huyên lắc đầu cười, không biết, dù sao ta cũng cứ đi về phía trước, đuổi theo bước chân của phụ thân ta. Mục Thần đi tới trước mặt hắn, đuổi theo bước chân của phụ thân ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Mục Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, ta rất tò mò về lai lịch của ngươi. Diệp Huyên cười khẽ, ta chỉ có một phụ thân và một muội muội vô địch thôi, ồ, còn nhận thêm một đại ca nữa, ngoài ra hình như cũng chẳng có gì. Mục Thần nhìn Diệp Huyên, vô địch nhường nào? Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, cô thấy ta có mạnh không? Mục Thần gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, ta chỉ có thể đỡ được nhiều nhất là ba kiếm của phụ thân ta. Tiểu tháp. Mục Thần khẽ nhíu mày, chỉ đỡ được ba kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 183.